Xin chào tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng là hôm nay thì giờ này thì mọi người đã một phần những người quan tâm và những người về cơ bản thì đã đúng giờ của cái hội nghị, thành ra là xin phép là chúng ta cứ bắt đầu, những người vào sau thì chúng ta sẽ làm các thủ tục sau hoặc là cứ thế mà tham gia vào thôi, để cho nó vừa tiết kiệm thời gian mà cũng vừa để tôn trọng cái thời gian của mọi người trong cái quá trình tham gia. Về phía trung tâm thì chúng tôi cũng rất là mừng và vui mừng hôm nay được tham gia cùng với chia sẻ với các đồng nghiệp, những cán bộ của các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn, các cái cơ quan thực thi pháp luật và các bên về trong cái cuộc họp và mở mở cái phòng họp cho đề của chúng ta cũng biết rằng là chưa bao giờ nóng cả trong, và đặc biệt là trong cái thời gian trong khoảng 5 năm vừa rồi và chẳng ngay cả trong cái thời kỳ Covid, tại vì đây nó cũng là cái vấn đề nó có liên quan nhiều đến các cái vấn đề dịch bệnh hay là những cái vấn đề lây truyền mới nổi mà cũng cần có như thêm thời gian hay là cần có thêm vấn nghiên cứu để đánh giá để đưa ra những cái nhận định cho nó xác thực hơn. Với một cái rất vui nữa là chúng ta cũng tổ chức, cũng vô tình mà chúng ta cũng tổ chức đúng vào cái thời gian mà Hà Nội hay là một số tỉnh dỡ bỏ bớt cái giãn cách, vậy là về mặt không khí thì như thế nó cũng là rất vui. Thứ hai nữa là về mặt quy định thì tôi nghĩ rằng là ngay cả trên mạng thì chúng ta cũng rất là tuân thủ về quyền, mặc dù là họp trực tuyến thì chúng ta cũng đã tuân thủ rất tốt cái quy định hiện hành. Và chắc là xin phép chúng ta bắt đầu ạ. Thì kính thưa các quý vị đại biểu, thì tôi cũng có xin chia sẻ một số cái nguyên tắc cơ bản trong khi trước khi chúng ta bắt đầu. Thứ nhất là chúng ta cũng trong nếu mà chúng ta chưa có thời gian phát biểu, nếu mà chúng ta chưa có ý kiến góp ý hay là phát biểu gì thì đề nghị các quý vị tham gia cũng tắt mic đi giúp, tại vì là có thể là cái gì âm thanh nó lọt vào nó cũng làm ảnh hưởng đến cuộc họp, và mọi người lại vô tình nghe những câu chuyện mà mình cũng không muốn người khác nghe. Thế mà mình cũng lưu ý cái việc tắt mic đi trong khi thời gian thử trong khi trao đổi. Hai nữa là mọi người cũng cân nhắc cái việc là có để chế độ hình ảnh máy quay hay không, tại vì nó cũng chiếm băng thông nên thành ra mọi người cân nhắc cái việc này. Nhưng mà tốt nhất là tôi cho rằng là khi chúng ta phát biểu hay chúng ta chia sẻ, chúng ta nên bật cái camera lên để mọi người cùng được trao đổi và tương tác, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Hay nữa thì trong cái thời gian mọi người chúng ta trao đổi hay trình bày thì mọi người có thể có những câu hỏi hoặc là có những cái đề xuất gì thì mọi người cũng vui lòng ghi vào trong cái phần chat, cái hộp chat ở dưới phần phía bên dưới cùng của màn hình, để mọi người ở trong ban tổ chức cũng biết để sắp xếp cái trao đổi chia sẻ của mọi người một cách tuần tự, đảm bảo là mọi người tham gia đều được chia sẻ và đều có cái cơ hội chia sẻ cái ý kiến như là các cái câu hỏi của mình. Thế thì tôi cũng xin phép là được bắt đầu như vậy. Thì qua cái phần giới thiệu thì tôi cũng thấy rằng là cái buổi họp hôm nay của chúng ta mặc dù diễn ra ở trong cái bối cảnh là dịch bệnh và trên cái môi trường trực tuyến, nhưng mà cũng có sự tham gia của tương đối đông các cái đại biểu quan tâm, đều là trong ngày thì cũng có đủ các đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, đến từ các vườn quốc gia và khu bảo tồn, đến từ các tổ chức bảo tồn, đến từ các cơ quan nghiên cứu, đến từ các trường đại học, rồi là các cái tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, và đến cả gồm cả những chuyên gia hay là những người những bạn là sinh viên cũng tham gia trong cái buổi tìm hiểu này. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái rất hay, liên quan thể hiện cái sự quan tâm của tất cả mọi người đến cái vấn đề không phải là mới nhưng mà cũng luôn luôn là nóng như là thế này. Chúng ta cũng biết rằng là động vật hoang dã của chúng ta hiện giờ nó ra sao, và cái chính vì thế cái sự tham gia của mọi người hôm nay cũng thể hiện được cái việc quan tâm của công chúng, đặc biệt những người tham gia, người làm công tác bảo tồn về vấn đề này. Một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian tham gia cũng như là chia sẻ trong cái buổi sáng hôm nay. Thế thì để bắt đầu thì chúng tôi xin phép được giới thiệu được một chút về cái bối cảnh. Thì thực ra đây cái hoạt động rà soát nghiên cứu này là một phần hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển và dự án VFD của WWF Việt Nam trong cái việc rà soát, nghiên cứu và rà soát cái tình hình buôn bán, khai thác, săn bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam trong cái thời gian vừa rồi. Trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi cũng tập trung nhiều nhất vào cái việc thực hiện việc rà soát các cái kết quả nghiên cứu đã thực hiện từ trước đến giờ, và từ đó nêu ra được những cái nhận định chung hay là những cái phát hiện chung mà tất cả các cái nghiên cứu đã nêu ra, và những cái bất cập các bên sau khi nghiên cứu tiền điều tra thì cũng nêu ra những bất cập đó. Chúng tôi tổng hợp được là biết giờ để đưa ra được một cái định hướng chung và những cái vấn đề chung là hiện giờ cái vấn đề buôn bán, khai thác buôn bán và
và tiêu thụ nó đang diễn ra ở mức độ nào. Trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì chúng tôi cũng đặt cái nghiên cứu này trong cái bối cảnh COVID-19, thì chúng tôi cũng muốn tìm hiểu trong cái việc cũng cố gắng tìm hiểu trong cái đánh giá cái hoạt động buôn bán và khai thác săn bắt và khai thác buôn bán và sử dụng trong cái thời gian trước từ năm 1999 đến năm 2021, để thể hiện được rằng là cái sự thay đổi, có cái sự thay đổi nó thể hiện một cách cái sự thay đổi trong trước và trong cái thời gian COVID thì cái hoạt động săn bắt buôn bán nó thay đổi như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Tất nhiên cái này cũng là một cái khó, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng tìm ra được những cái, cố gắng tìm hiểu và để đưa ra được những cái đánh giá một cách cơ bản ban đầu, mức độ ban đầu, để xem rằng cái thay đổi đó nó đi theo hướng nào. Tại vì rõ ràng rõ ràng cái đây cũng là một cái vấn đề mà tất cả các cái việc lập kế hoạch hay là tất cả những cái việc và những hoạt động từ cái hoạt động kinh tế nhỏ nhất cho đến các hoạt động, ngay cả hoạt động bảo tồn thiên nhiên, chúng ta cũng phải định hướng và chúng ta cũng phải nhìn nhận lại trong cái bối cảnh dịch bệnh thì những cái hoạt động này nó thay đổi ra sao và nó có định hướng trong thời gian tới thì có những hoạt động gì. Thì cái buổi chính vì thế là nhóm chúng tôi đã có mấy cái hoạt động nghiên cứu chính, bao gồm có rà soát các cái nghiên cứu đã và đang thực hiện cho đến thời điểm này về vấn đề điều tra, về rồi giám sát, rồi là tìm hiểu về vấn đề buôn bán khai thác động vật hoang dã ở trên cả nước. Hai là chúng tôi cũng thực hiện cái việc điều tra thực địa ở một số cái địa tỉnh trọng điểm mà chúng tôi cho rằng là đánh giá theo cái bộ tiêu chí, chúng tôi cũng cho rằng là những cái tỉnh đó có những cái hoạt động mà khai thác buôn bán và sử dụng nó cũng thể hiện một cách đại diện nhất cho cái vấn đề này. Mặc dù là chúng tôi không thể thực hiện cả trên cả nước, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng thực hiện được trong cái khả năng có thể và ở những cái địa phương có cái tính điển hình nhất. Và trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái cố gắng lớn, tại vì là cái thời gian thực hiện thì đúng là cái thời gian mà dịch bệnh bùng phát trở lại. Thế thì mặc dù như thế, nhưng mà chúng tôi cũng đã thực hiện được cái ở điều tra ở cái tỉnh mà chúng tôi đã lựa chọn và cố gắng tìm hiểu. Thứ hai nữa là chúng tôi ngoài cái việc song song cái việc rà soát kết quả nghiên cứu từ trước đến nay, rồi là điều tra thực trên thực địa như vậy, thì chúng tôi tiến hành một cái hoạt động rà soát song song, đó là rà soát trên môi trường trực tuyến, tập trung vào cái việc đánh giá cái việc buôn bán, rồi là sử dụng, rồi là cái hình thức trao đổi là mới gần đây trên mạng internet, đặc biệt là trên các mạng xã hội, xem là những cái hoạt động buôn bán và trao đổi đó nó diễn ra như thế nào, có những gì mới, có những gì nó thay đổi. Hai nữa là chúng tôi cũng tìm hiểu xem là những cái xu hướng mới trong cái vấn đề khai thác và sử dụng. Thì đây cũng là những cái thông tin rất hay mà tí nữa chúng tôi cũng sẽ chia sẻ để chúng ta cùng nhìn nhận, cùng đánh giá xem là nó có những cái gì mới so với những khoảng thời gian 1-2 năm trước đây chúng ta làm, để chúng ta nghiên cứu, và bây giờ nó có những cái xu hướng gì mới và chúng ta cùng nhìn nhận nó, cùng đánh giá nó, xem là những cái đấy nó là tín hiệu tích cực hay là tín hiệu không tích cực, để có cái biện pháp định hướng cho cái việc quản lý, hợp tác, rồi là cùng chung tay trong cái việc là chấm dứt được những cái hoạt động khai thác, buôn bán và sử dụng trái phép này, để đảm bảo rằng là thiên nhiên chúng ta sẽ được gìn giữ, nó có cơ hội, cũng là cái cơ hội để thiên nhiên có thể là phát triển trở lại được, và chúng ta có một thế giới xanh và an toàn hơn cho tất cả mọi người và cho cả tất cả các loài động vật trên trái đất. Thì về cái mục tiêu cũng như là cái hoạt động chia sẻ cái cuộc họp này thì chúng tôi sẽ xoay quanh vào ba vấn đề đó. Một là phần thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung vào chia sẻ cái kết quả rà soát. Hiện giờ chúng tôi đã rà soát được như vậy thì cái kết quả và những kết quả chính của cái hoạt động rà soát nó thể hiện những điều gì. Đây nó cũng thể hiện được là không phải là kết quả nghiên cứu riêng của trung tâm chúng tôi, mà chúng tôi tập hợp lại được tất cả các nghiên cứu của các cái nghiên cứu và kết quả của tất cả những cái cá nhân, các cái tổ chức và các cái nhóm nghiên cứu khác từ trước đến giờ, thì chúng tôi phải chia sẻ như vậy. Hai nữa chúng tôi cũng chia sẻ một số cái phát hiện chính ở cái việc điều tra ở một số cái tỉnh mà chúng tôi đã thực hiện điều tra thực địa. Và chúng tôi sẽ chia phần thứ ba là chúng tôi chia sẻ cái kết quả rà soát cái buôn bán và trao đổi trên mạng. Và cái phần thứ tư chúng ta có cùng trao đổi và chia sẻ và trao đổi chung liên quan đến cái phần chia sẻ phần thông tin mà chúng tôi đã rà soát được như vậy. Và chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc các cái tổ chức hay là các cái cá nhân, các cái chuyên gia ở đây cùng chia sẻ những cái mà mình có, hay những thông tin hay mà chúng ta đang mới ghi nhận được mà chúng tôi chưa tiếp cận được, hay là chúng tôi chưa nêu ở trong cái báo cáo của mình.
và chúng tôi cũng rất mong là có cơ hội để cùng phối hợp với các bên đưa ra được, cùng đánh giá và cùng xây dựng được một cái báo cáo hoàn chỉnh để đưa ra được một cái bức tranh toàn cảnh. Cái bức tranh toàn cảnh này không phải chỉ dành cho riêng ai cả, mà sẽ dành cho Việt Nam. Chúng ta sẽ dùng cái bức tranh toàn cảnh đó chia sẻ với các cơ quan quản lý, các cơ quan thực thi pháp luật để giúp cho họ có những cái hành động hiệu quả và phù hợp hơn, đạt để cùng chúng ta đạt được cái mục tiêu là bảo tồn được cái giá trị của thiên nhiên, bảo tồn được các cái giá trị của đa dạng sinh học và các cái loài đang bị cái hoạt động săn bắn và buôn bán làm cho suy kiệt và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thì về vậy là chúng tôi cũng rất là một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian tham gia với lại trung tâm và nhóm nghiên cứu trong cái buổi sáng hôm nay, và cũng rất mong rằng là mọi người sẽ cùng tham gia nghe và chia sẻ những cái suy nghĩ hay những cái đóng góp của mình cho cái phần rà soát của chúng tôi. Và chúng tôi thì đây là một phần trong cái chương trình nghiên cứu đấy ạ. Chúng tôi đây là chúng tôi chia sẻ cái kết quả rà soát, sau đó thì dựa trên cái chia sẻ này và cái ý kiến phản hồi từ phía các vị đại biểu thì chúng tôi sẽ xây dựng cái báo cáo đầy đủ. Khi có cái báo cáo đầy đủ mà chúng tôi đã hoàn thiện rồi thì tôi một lần nữa chúng tôi sẽ chia sẻ rộng rãi cái báo cáo này cùng phối hợp với WWF chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng nhìn nhận, cùng tìm hiểu và cùng nỗ lực với nhau xem là làm cách nào chúng ta giải quyết được vấn đề này một cách hiệu quả, một cách hiệu quả và tích cực nhất, và cùng quan trọng nhất là cái sự chung tay trong việc giải quyết cái vấn đề này. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn. Và xin phép để bắt đầu chương trình thì tôi xin phép được mời diễn giả đầu tiên là anh Lã Quang Trung, là một trong những người đã có cái thời gian nghiên cứu về vấn đề đa dạng sinh học ở Việt Nam rất nhiều. Và anh Trung sẽ đại diện cho nhóm nghiên cứu của chúng tôi chia sẻ cái kết quả rà soát về các cái nghiên cứu và điều tra liên quan đến vấn đề buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã trong cái thời gian khoảng 5 năm trở lại đây. Xin mời anh Trung. Vâng. Tôi xin hỏi tất cả quý vị đại biểu là mọi người có nhìn thấy cái bài trình bày của tôi không ạ? Không thấy ạ. Có. Thấy rồi. Có anh ạ. Có thấy. Cái phòng kỳ đào hoa thôi. Vâng. Dạ vâng, vậy phần lớn là mọi người nhìn thấy, còn có một chị, hình như có một chị là nào đó là chưa nhìn thấy. Vậy chị cố gắng thử lại xem. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu, bây giờ tôi xin đại diện cho tôi là Lã Quang Trung, điều phối viên bảo tồn của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Phát triển. Bây giờ tôi đại diện cho nhóm nghiên cứu là tôi sẽ trình bày cái bài rà soát buôn bán, hoạt động buôn bán săn bắt động vật hoang dã đang bị đe dọa ở Việt Nam giai đoạn 2016 và 2021. Cũng kính mong quý vị đại biểu chúng ta ghi nhớ cho một chút, ở đây là các cái vụ mà buôn bán và săn bắt mà buôn bán động vật hoang dã đang bị đe dọa, tức là những cái loài mà đã có trong sách đỏ của Việt Nam cũng như là sách đỏ của IUCN, hay là có trong các cái văn bản pháp luật của Việt Nam, ví dụ như là nghị định 06 hay là nghị định 160 và sửa đổi là nghị 64. Còn tất cả các cái vụ buôn bán các loài động vật hoang dã thông thường khác thì chúng tôi sẽ không được kê ở trong đây ạ. Cái nội dung của bài trình bày của tôi sẽ gồm hai phần chính. Ngoài cái phần giới thiệu về buôn bán động vật hoang dã chung ở Việt Nam mà ra, thì cái phần quan trọng nhất là cái kết quả rà soát buôn bán một số nhóm loài động vật hoang dã đang bị đe dọa ở Việt Nam từ năm 2016 cho đến hết tháng 9 năm 2021. Điều đó có nghĩa ra rằng là sau cái cuộc họp này, chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật các cái vụ buôn bán động vật hoang dã liên quan đến những cái loài mà đang bị đe dọa cho đến cuối tháng 9 này. Trong cái sau khi mà trình bày xong cái bài này thì tôi sẽ nói qua một chút về cái tình hình săn bắn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam, và cái phần cuối cùng là tôi nói ra cái một số hạn chế trong cái nghiên cứu này. Như quý vị đại biểu đã biết là Việt Nam từ lâu rồi, từ trước đến nay vẫn được coi là một nước mà tiêu thụ động vật hoang dã, là buôn bán động vật hoang dã trái phép, cũng như là được coi là một nơi là trung chuyển động vật hoang dã trên cái mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái phép toàn cầu. Thế thì theo ước tính của bên EIA báo cáo mới nhất năm 2021 thì buôn bán động vật hoang dã trái phép là một hình thức có tổ chức liên quốc gia, không phải là chỉ gói gọn ở trong một quốc gia mà nó liên quốc gia,
và tạo ra cái nguồn thu nhập là khoảng từ 7 cho đến 23 tỷ đô một năm. Đây là cái nguồn lợi nhuận khổng lồ, cũng rất là cao, có người là ví là cao sau thuốc phiện. Thế là chính vì thế là tạm về buôn bán động vật hoang dã, mặc dù là có những cái hình thức là nghiêm ngặt, cái hình thức xử phạt là nghiêm ngặt, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục tiếp diễn những cái hoạt động buôn bán trái phép. Việt Nam là được coi là một điểm đến thường xuyên nhất cho các chuyến hàng buôn lậu của ngà voi, vẩy tê tê và sừng tê giác từ châu Phi. Phần lớn cái lượng ngà voi cũng như là sừng tê giác và vẩy tê tê này sau đó lại được chuyển tiếp hay được bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, không chỉ nói là Việt Nam chỉ là nơi là đường trung chuyển, mà Việt Nam cũng vẫn được coi là một quốc gia tiêu thụ sừng tê giác đáng kể. Đây là cái kết quả nghiên cứu mới nhất của EAA. Thế trở lại cái nghiên cứu này, thì như mới đầu tôi đã nói với quý vị đại biểu rằng đối tượng nghiên cứu của chúng ta tập trung vào các cái loài động vật hoang dã ở trên cạn, chứ không trên cạn ở đây chúng ta hiểu là trên đất liền, tức là ngoại trừ những cái loài ở biển ra. Thế thì những cái loài mà đang bị đe dọa là những loài gì? Có trong sách đỏ ở Việt Nam, có trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 và trong sách đỏ của IUCN. Mới đầu tôi xin lỗi, tôi cũng phải nói trước với quý vị đại biểu là số lượng các vụ buôn bán tí nữa tôi xin trình bày ra là thực tế có thể cao hơn, tại vì là mới đầu tôi sẽ hiểu nhầm là một số cái loài mà trong cái nghị định 06 và nghị định 64 hay là mà 160 thì không được tính vào đây, nhưng mà về sau này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tính vào đây. Tí nữa quý vị đại biểu có thể là cho ý kiến về vấn đề này ạ. Thế thì chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm lớn, đấy là nhóm thú bao gồm voi, tê giác, tê tê là những cái loài mà thường xuyên được buôn bán quốc tế nhiều nhất. Tiếp theo nữa là mèo lớn, mèo nhỡ. Có một vấn đề là hầu hết tất cả các báo cáo buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam từ trước đến giờ là không đề cập đến cái nhóm mèo nhỡ. Mà tại sao trong quá trình mà chúng tôi rà soát ra số liệu và chúng tôi thấy nó nổi lên gần đây, đấy là cái nhóm mèo nhỡ được buôn bán nhiều. Chính vì đấy chúng tôi tách riêng ra thành một nhóm. Nhóm gấu, nhóm rái cá, nhóm linh trưởng, nhóm móng guốc và một loạt các cái loài bị đe dọa khác thì chúng tôi chưa biết, mà chúng tôi không xếp vào đâu, và chúng tôi xếp vào cái nhóm là các nhóm khác. Đối với nhóm bò sát thì chúng tôi tập trung vào cái nhóm rùa cạn và rùa nước ngọt, sau đây gọi tắt là rùa cạn. Nhóm chăn và rắn và cuối cùng là nhóm kỳ đa. Chúng tôi không rà soát tất cả các cái hoạt động mà hay là các nhóm động vật liên quan đến ếch nhái. Chim cũng không được quan tâm ở giờ đây ạ. Phương pháp, chúng tôi rà soát tất cả các ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử bao gồm các báo cáo điều tra buôn bán động vật hoang dã ở các điểm nóng từ các cái dự án, các cái tổ chức, các cái cơ quan. Sau đó là chúng tôi tiếp tục rà soát các cái bài trình bày, các cái tham luận ở các hội thảo, các cái báo cáo tổng hợp từ các dự án và các bản tin buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là các bản tin của WCS, của ENV và cái dự án của BCA. Cái nguồn thông tin nữa mà chúng tôi thu thập được đấy là từ cơ quan CITES ở Việt Nam. Một cái nguồn thông tin quan trọng nữa đấy là chúng tôi thu thập từ cơ quan giám định, cái số liệu từ cơ quan giám định mẫu vật của Việt Nam, trong trường hợp này là IBA, Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật ạ. Cuối cùng là chúng tôi là rà soát các cái thông tin liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trên báo chí, và cái phần một phần nhỏ của cái kết quả điều tra buôn bán động vật hoang dã ở 6 tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Huế, Gia Lai, Kon Tum và Thanh Hóa được tổng hợp vào trong cái phần số liệu này ạ. Hiện tại thì tôi mới tổng hợp được số liệu của Quảng Trị, Quảng Nam, Huế và Gia Lai ạ.
Còn hai tỉnh khác là Kon Tum và Thanh Hóa chúng tôi chưa tổng hợp được. Sau đây là kết quả. Chúng tôi rà soát được kết quả là 471 vụ buôn bán động vật hoang dã đang bị đe dọa ở Việt Nam. Có ít nhất là 83 loài đang bị đe dọa. Và với tổng số là 4.796 cá thể. Và chia ra là 12 nhóm loài ạ. Sau đây là chi tiết ạ. Đối với nhóm voi thì như quý vị đã biết đấy, cái biểu đồ đây là cái số vụ buôn bán voi mà chúng ta cao nhất vào năm 2019 có khoảng là 28 vụ. Nhưng mà sau khi bắt đầu là đại dịch Covid xảy ra vào đầu năm 2020 thì cái số vụ vi phạm hay số vụ buôn bán ngà voi giảm xuống đột ngột, giảm xuống chỉ có khoảng 2 vụ trong năm 2020. Tuy nhiên năm 2021 lại tiếp tục bùng lên và không biết là đến hết năm nay số vụ có tăng hay giảm thì chúng tôi cũng chưa rõ. Về trọng lượng ngà voi trong mỗi cái nhóm mà chúng tôi trình bày thì chúng tôi sẽ trình bày là số vụ buôn bán cũng như số cá thể hay là trọng lượng của cái tang vật mà buôn bán trái phép đó. Như chúng ta đã thấy ở đây là cái năm cao nhất là khoảng 23.000 tấn, khoảng 23.000 kg, đơn vị ở đây là kg ạ. Và năm thấp nhất là năm 2020 ạ. Tôi xin đi nhanh từng nhóm ngoài ạ. Đối với nhóm tê giác thì cái năm cao nhất là cũng là năm 2009, năm 2019 có 14 vụ và cái trọng lượng sừng tê giác buôn bán là khoảng 380 trên 380 gần 400 kg. Đối với nhóm TT ở đây thì chúng ta lại phải chia ra thành hai nhóm, chia ra thành hai phần. Thứ nhất là cái phần là về vẩy TT và thứ hai là số cá thể TT. Cái vẩy TT thì thông thường là chúng ta hay bắt gặp các vụ buôn bán quốc tế vận chuyển từ châu Phi hay vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Còn cái số lượng cá thể TT cũng có vận chuyển từ nước ngoài về nhưng mà phần lớn là cũng ở trong nước. Thì cái số vụ mà cao nhất thì cũng ở năm 2019 có khoảng 22 vụ với tổng trọng lượng là hơn 40.000 kg TT, vẩy TT ạ. Còn số vụ buôn bán cá thể TT năm 2019 là khoảng 32 vụ và số cá thể mà bắt giữ được gần 700 cá thể ạ. Đối với nhóm linh trưởng cũng là một trong những nhóm mà có cái số lượng mà vụ buôn bán động vật hoang dã gia tăng, mặc dù là trong khi đại dịch Covid xảy ra thì chúng tôi thấy có một cái quan sát rằng là hầu hết là các cái nhóm các loài động vật hoang dã ở trong nước thì có số vụ buôn bán vẫn gia tăng mặc dù là đại dịch Covid xảy ra. Trong khi đó là cái vụ buôn bán động vật hoang dã của quốc tế thì lại giảm đi. Về Việt Nam về giảm đi ạ. Trong năm 2019 thì số lượng cái vụ buôn bán linh trưởng là 28 vụ. Xuống năm 2020 thì cũng gần 20 vụ, tức là giảm không đáng kể ạ. Tuy nhiên là số lượng cá thể thì giảm nhiều ạ. Đối với nhóm mèo, để tiết kiệm thời gian hơn thì tôi gộp lại ở chung ở trong đây. Cái biểu đồ đây là nhóm mèo lớn và mèo nhỡ. Ở đây là tôi có ghi thêm cả phần mèo nhỏ không đáng kể ạ. Trong đó là cái nhóm mèo nhỡ ở đây gồm báo lửa và báo gấm thì chúng tôi thấy rằng là cũng gia tăng trong những năm gần đây. Đối với nhóm gấu thì chúng ta lại thấy rằng là mặc dù đại dịch Covid xảy ra nhưng mà nhóm gấu là cái số vụ buôn bán liên quan đến gấu vẫn gia tăng. Trong trường hợp này là chúng tôi đang thống kê mô tả lại những cái vụ buôn bán liên quan đến cá thể chứ chúng tôi là chưa phân tích đến các cái bộ phận của gấu hay là của hổ. Và số lượng gấu buôn bán cũng không phải là nhiều ạ.
Đối với nhóm loài cá thì chúng tôi thấy rằng nhóm này hầu như là trong các cái báo cáo buôn bán động vật hoang dã trước kia hoặc là gần đây thì mọi người là gộp, một là gộp vào nhóm khác, hai là không tính vào. Tuy nhiên là qua kết quả quả rà soát tài liệu về số vụ vi phạm ở trên báo chí thì chúng tôi thấy rằng là số vụ buôn bán rái cá cũng gia tăng và số lượng cá thể buôn bán rái cá còn cũng tương đối nhiều ạ. Đối với nhóm thú móng guốc, chúng ta thấy ở biểu đồ đây là chỉ có một đường đi lên, kể cả về số vụ buôn bán cũng như là số lượng thú móng guốc. Là cái trường hợp này rất đặc biệt, tức là đại dịch Covid đã không hề ảnh hưởng đến vụ buôn bán thú móng guốc cũng như là số lượng thú móng guốc bị buôn bán. Chúng tôi đang suy luận rằng là có thể là khi mà đại dịch Covid xảy ra thì người dân không thể, đặc biệt là những người mà xuất phát từ nông thôn hoặc là vùng miền núi, trước kia người ta phụ thuộc vào rừng thì nay người ta không có việc làm hoặc là mất việc làm ở những thành thị, ở những khu công nghiệp, thì người ta quay trở về quê hương thì người ta lại có thể tiếp tục vào rừng săn bắn. Thì đó là lý do tại sao là cái nhóm thú móng guốc gia tăng. Đấy là suy luận của chúng tôi ạ. Ngoài ra các cái loài mà động vật hoang dã khác, các loài thú khác mà bị đe dọa thì chúng tôi nhóm xếp vào là nhóm khác. Thì những cái loài này, nhóm này bao gồm những cái loài ở thuộc họ chùn rơi, họ cầy. Cầy ở đây trong trường hợp này chỉ có ba loài cầy, đấy là cầy tay trắng, cầy mực và cầy gấm. Còn lại là 6 loài cầy khác có trong cái nghị định 06 thì chúng tôi lại không tính. Họ sóc bay, họ sóc đen, họ thỏ thì chỉ có tính thỏ Trường Sơn, còn thỏ rừng thì chúng tôi không tính. Và họ chồn có lửng lợn. Tôi cũng xin nói lại một lần nữa là 6 cái loài cầy và ngoài ra còn có một số loài khác, chẳng hạn như là chiết có trong cái phụ lục 2B của nghị định 06 là chúng tôi là không tính vào đây. Tí nữa chúng ta sẽ thảo luận xem là có xem xét là cho vào không, nếu mà có thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm và cái số vụ vi phạm sẽ tăng lên cũng tương đối nhiều ạ. Và đây là số lượng vụ vi phạm liên quan đến các loài động vật khác như là số cá thể ạ. Trong suốt cái quá trình này chúng tôi cũng lưu ý rằng là cái số liệu năm 2016 và năm 2017 của chúng tôi là chúng tôi tìm kiếm là hơi khó. Một số nhóm loài chúng tôi không tìm thấy. Tôi cũng rất mong rằng là các quý vị đại biểu từ các cái cơ quan nghiên cứu cũng như là từ các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động về lĩnh vực này hay là từ các vườn quốc gia, nếu mà có cái thông tin liên quan đến buôn bán của các loài động vật hoang dã khác vào năm 2016-2017 thì có thể cung cấp được cho chúng tôi ạ. Chúng tôi xin cảm ơn ạ. Và chuyển sang các nhóm bò sát thì nhóm rùa cạn thì chúng ta thấy rằng là năm 2020 số vụ buôn bán liên quan đến rùa cạn chỉ giảm đi một phần, sau đó lại tiếp tục vào tăng lên vào năm 2021, có 9 tháng chưa đến 9 tháng đầu năm mà số lượng đã tăng lên đến, số vụ buôn bán đã tăng lên đến 40 vụ, còn số cá thể đã tăng lên đến hơn 450 cá thể. Trong khi đó là năm 2018 thì ít hơn rất nhiều, và năm 2019 cũng không, mặc dù là thường là đỉnh của các cái nhóm loài khác bị buôn bán nhưng cũng không phải là đỉnh. Đối với nhóm rùa cạn thì chúng ta thấy rằng là nhóm rùa hiện tại bây giờ đang được buôn bán rất là lớn. Đối với nhóm chăn và rắn thì số vụ buôn bán mặc dù là có giảm đôi chút nhưng mà về nhìn chung là vẫn là tăng. Nhóm kỳ đa, vâng, chúng tôi cũng tách riêng ra trong các cái báo cáo mà nghiên cứu động vật hoang dã khác thì không có cái nhóm kỳ đa này. Thì nhóm kỳ đà có thể là gộp chung và nhóm thành nhóm bò sát. Tuy nhiên là kết quả rà soát tài liệu thì chúng tôi thấy rằng là số lượng buôn bán kỳ đà trong những năm gần đây là hầu như là toàn tăng ạ.
chúng ta thấy là quý vị đại biểu chúng ta có thể nhìn thấy là cái biểu đồ là đi lên ạ. Vậy thì tổng quan lại về cái phần rà soát cái kết quả nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là tổng số vụ buôn bán cá thể động vật hoang dã theo nhóm loài trên biểu đồ này thì chúng ta nhìn thấy là nhóm rùa cạn là nhóm cái màu đen đen là nhóm bị buôn bán nhiều nhất. Tiếp theo là cái nhóm đầu tiên là nhóm màu xanh linh trưởng và nhóm thứ ba là nhóm TT. Ba cái nhóm này là được buôn bán nhiều nhất. Chúng tôi tạm thời tách cái TT, ngà voi và sừng tê giác riêng ra tại vì là cái này là liên quan đến cá thể. Còn TT còn sừng tê giác và ngà voi và TT liên quan đến vảy TT thì chúng tôi đã tách riêng ra, không phải là liên quan đến cá thể. Còn đây là tổng số vụ buôn bán cho các nhóm loài. Và chúng ta nhìn thấy là nhóm rùa cạn vẫn là chiếm đa số. Nhóm rùa cạn. Tiếp theo là nhóm TT. Còn nếu mà phân chia theo năm thì chúng ta vẫn nhìn thấy rằng năm 2019 là chiếm chủ yếu về cái buôn bán động vật hoang dã và nhóm TT nổi bật nhất. Tuy nhiên sang năm 2021 thì nhóm này lại giảm đột ngột xuống mà thay vào đó là nhóm rùa cạn. Nhóm rùa cạn là vẫn tiếp tục tăng suốt từ năm 2018, 19, 20 đến 21 hầu như toàn tăng. Nhóm linh trưởng cũng tăng tuy nhiên là có giảm, thì đạt đỉnh vào năm 2019 sau đó là giảm. Và đây là cái thống kê liên quan đến số vụ buôn bán ngà voi, sừng tê giác và vảy TT theo năm. Năm 2019 là cái năm mà đạt cực đỉnh và năm 2021 có giảm rất nhiều. Trọng lượng là kg và các tăng vật của ba nhóm loài mà buôn bán theo năm đấy ạ. Và cao nhất là khoảng 42.000 kg. Liên quan đến điểm nóng về buôn bán ba cái nhóm này thì dựa vào cái số liệu hiện có và chúng tôi phân tích ra rằng là thấy rằng là Hà Nội là cái điểm mà buôn bán ngà voi, sừng tê giác và TT lớn nhất cả nước với khoảng 43 vụ. Tiếp đó là đến Thành phố Hồ Chí Minh là 16 vụ. Còn theo sau nữa đấy là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An. Còn lại là một loạt các tỉnh từ Bắc Giang cho đến Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu chỉ có một vụ thôi. Tổng số là 32 tỉnh có liên quan đến buôn bán ngà voi, sừng tê giác và TT. Điểm nóng mà liên quan đến buôn bán các loài động vật, các nhóm loài động vật hoang dã bị đe dọa khác thì chúng tôi thấy rằng là Đắk Lắk nổi lên là cái tỉnh mà có buôn bán động vật hoang dã nhiều nhất cả nước. Tiếp theo là Gia Lai và tiếp theo nữa là Kon Tum. Mặc dù là cái số liệu của Kon Tum và cái chuyến đi điều tra thực địa vừa rồi là chúng tôi là chưa nhập vào đây, nhưng mà số liệu hiện tại cũng cho thấy rằng là Kon Tum đứng thứ 3 sau Gia Lai, sau Đắk Lắk và Gia Lai. Tiếp theo nữa là Đắk Nông, Bình Phước. Tức là nhìn vào đây chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết là các cái tỉnh miền Trung Tây, các cái tỉnh Tây Nguyên là có cái số vụ buôn bán động vật hoang dã đối với nhóm loài bị đe dọa nhiều nhất trong cả nước. Tổng số là có 39 tỉnh tham gia có các cái vụ buôn bán các loài động vật hoang dã bị đe dọa. Và cũng xin quý vị đại biểu lưu ý là đây là thống kê về số vụ buôn bán các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa chứ không phải là các cái loài động vật hoang dã thông thường ạ. Thì tác động từ đại dịch COVID đến buôn bán động vật hoang dã như thế nào? Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái mốc chúng tôi kể là mốc ở giữa năm 2019 và năm 2020, tức là cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Thì chúng tôi thấy rằng là
Đại dịch COVID có làm cho số lượng các cái vụ buôn bán động vật hoang dã là thay đổi. Tuy nhiên là nó thay đổi có thể là tăng lên, có thể là giảm đi. Nó hoàn toàn nó phụ thuộc vào từng nhóm loài. Trong tổng số là 12 cái nhóm loài vừa kể trên. Trong đó là 3 nhóm loài liên quan đến voi, tê giác và tê tê thì giảm mạnh sau đại dịch. Và sau khi đại dịch xảy ra, tức là đại dịch vẫn đang tiếp tục xảy ra. Các nhóm loài khác thì vẫn tăng. Một số nhóm loài thì giảm, nhưng đặc biệt là các cái nhóm loài ở trong nước như là nhóm rùa, nhóm thú móng guốc, nhóm chăn và rắn là tăng mạnh. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ạ. Nhóm ba nhóm là ngà voi, sừng tê giác và tê tê, vậy tê tê đều giảm mạnh vào năm 2020 và sang năm 2021 thì giảm cực mạnh. Về xu hướng buôn bán động vật hoang dã thì theo số liệu của cơ quan giám định Việt Nam cung cấp thì cho thấy rằng là số lượng các cái vụ buôn bán động vật hoang dã dường như là có vẻ tăng lên, kể cả trong năm 2020 và năm 2021. Đây là chỉ gọi là dường như, nhưng còn thực tế là chưa chắc đã đúng là như thế. Tại vì là dựa vào cái số liệu của bên công an cũng như hải quan và kiểm lâm mà gửi các mẫu vật sang cơ quan giám định thì thấy rằng là số lượng các cái vụ mà vi phạm mà liên quan đến giám định mẫu vật động vật hoang dã trái phép đối trong những năm 2020 và năm 2021 vẫn tiếp tục tăng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là buôn bán động vật hoang dã, nếu mà xét về những số liệu vừa trình bày ở trên ấy, thì về cơ bản là vẫn tăng về tần suất, tức là cái số vụ vi phạm, mặc dù là đại dịch COVID là có ảnh hưởng tạm thời thôi. Các nhóm bò sát thì vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là cái nhóm rùa và nhóm kỳ đà là tăng mạnh. Trong nhóm là thú thì có xuất hiện một cái nhóm mới, đấy là nhóm mèo nhỡ. Nhóm này là chưa được các báo cáo buôn bán động vật hoang dã khác quan tâm. Các nhóm thú thì có tăng và có giảm, một số nó tăng một số giảm. Tuy nhiên là tăng mạnh nhất vẫn là nhóm móng guốc. Số vụ buôn bán các loài này bị đe dọa, các loài động vật hoang dã bị đe dọa sẽ tăng lên rất nhiều nếu tính cả 6 loài cầy ở trong cái nhóm 2B của nghị định 06. Đấy là kết thúc cái phần mà rà soát về cái số liệu về buôn bán động vật hoang dã. Bây giờ chuyển sang cái số liệu về săn bắt. Qua rà soát được cái số liệu của từ năm 2016 đến tháng 10 năm 2019. Chúng tôi cũng rất khó khăn để xin được cái số liệu này từ bên Tổng cục Lâm nghiệp. Rất tiếc là chúng tôi chưa có cái số liệu cập nhật đến hết năm 2019 đến và năm 2020 và thậm chí sang năm 2021. Thì chúng tôi thấy rằng là cái số vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, đây là tổng hợp của tất cả các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn quốc, khoảng 170 khu ạ. Thì chúng ta thấy rằng là cái số vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã rất là nhỏ. Liên quan đến đây là số liệu báo cáo, còn cái số liệu mà từ các cái tổ chức phi chính phủ khác làm việc ở đó thì có thể là khác hơn rất nhiều. Chúng tôi thấy rằng là cái số vụ vi phạm mà liên quan đến thực vật thì nhiều hơn, chứ động vật hoang dã thì không có mấy ạ. Cái cuối cùng là tôi muốn trình bày về cái hạn chế của cái nghiên cứu này. Tức là số liệu về buôn bán động vật hoang dã chỉ nằm ở rất nhiều nơi. Trong đó nếu mà phân chia theo cái nhóm mà động vật hoang dã bị đe dọa thì cũng nằm ở giải rác ở các cái báo cáo và cũng nằm ở nhiều cơ quan. Thế nên, chính vì thế là việc thu thập thông tin là rất là khó và cũng khó việc phân tích. Do không có cái điều tra buôn bán tổng thể động vật hoang dã trên toàn quốc, cho nên là có thể nhiều tỉnh sẽ không được sẽ sẽ không
có kết quả liên quan đến buôn bán động vật hoang dã và trong cái số liệu này. Vì vậy là cái bức tranh tổng thể về buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam là chúng ta là chưa rõ. Cái cuối cùng nữa là chúng tôi muốn nói rằng là chúng tôi chưa tính toán các cái bộ phận liên quan đến nhóm loài, chẳng hạn như là đối với nhóm voi, nhóm hổ, nhóm mèo lớn và mèo nhỡ, những cái đồ trang sức làm từ ngà voi, lông đuôi voi và nanh hổ, nanh báo thì chúng tôi cũng chưa tính toán, chúng tôi chưa vào cho trong đây. Trọng lượng thịt của một số nhóm loài như là móng guốc, linh trưởng và kỳ đà thì chúng tôi cũng chưa tính toán, chúng tôi sẽ tính toán chi tiết và sẽ đưa ở trong báo cáo. Các cái bộ phận khác và hai các sản phẩm khác liên quan đến động vật hoang dã, chẳng hạn như cao hổ, khỉ, chăn và mật gấu, chúng tôi cũng chưa tính toán. Và cái cuối cùng, cái hạn chế nữa là do ảnh hưởng của đại dịch Covid dẫn đến là cái điều tra, đặc biệt là cái điều tra thực địa của 6 tỉnh, chúng tôi luôn luôn phải thay đổi địa điểm cũng như là thay đổi các cái tỉnh so với lại cái dự kiến ban đầu. Vì vậy là chúng tôi là rất khó là trong cái việc mà thu thập hết tất cả các thông tin, và cái quan trọng hơn nữa là tham vấn các tổ chức là chúng tôi chưa tham vấn được. Và chúng tôi trong tuần trước thì chúng tôi mới gửi các cái thư cũng như là cái phiếu hỏi để gửi đến các một số tổ chức để nhờ là thu thập thông tin cũng như là tham vấn. Tôi xin kết thúc cái bài trình bày của tôi ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu lắng nghe. Lát nữa các quý vị đại biểu có cái câu hỏi nào thì xin mời các quý vị đại biểu, sau đó là sẽ gửi sẽ cho ý kiến và chúng tôi sẽ có thể giải đáp ạ. Cảm ơn quý vị đại biểu. Cảm ơn anh Trung thay mặt cho nhóm chia sẻ kết quả rà soát. Tôi nghĩ rằng là cái kết quả rà soát này thì có rất nhiều cái thông tin hay mà có nhiều cái mà các quý vị có thể thắc mắc, nhưng chúng ta sẽ có cái phần thảo luận sau để chúng ta cùng đọc. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin phép được mời anh chị Đình Hoa, một chuyên gia nghiên cứu về đa dạng sinh học lâu năm, cũng thay mặt cho nhóm điều tra chia sẻ kết quả điều tra, một cái kết quả điều tra chính. Vừa rồi quý vị vừa theo dõi bài trình bày của anh Trung rất là tổng quan về tình hình vi phạm về tội phạm về động vật hoang dã trong cả nước trong từ năm 2016 đến bây giờ. Thì bài trình bày của tôi sẽ tập trung vào cái mức độ địa phương hơn, đó là chúng tôi đã thực hiện khảo sát thực tế ở 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Thế thì bài trình bày của tôi đã được chuẩn bị và quay thành clip, thì tôi xin phép được play cái clip này, bật cái clip này và mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị và các bạn đang tham gia và theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Tôi là Trịnh Đình Hoàng, xin thay mặt cho nhóm anh em khảo sát thực địa về buôn bán động vật hoang dã. Xin phép được trình bày tóm tắt báo cáo khảo sát buôn bán động vật hoang dã thực hiện tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam trong tháng 7 năm 2021. Bài trình bày của tôi gồm 4 phần chính. Thứ nhất đó là giới thiệu về bối cảnh của cuộc khảo sát. Thứ hai là mục tiêu khảo sát. Ba là phương pháp và địa bàn và phương pháp của cuộc khảo sát. Và thứ tư đó là những cái kết quả của cuộc khảo sát. Và thứ năm là một số kết luận rút ra từ cuộc khảo sát. Về bối cảnh của cuộc khảo sát thì Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Phát triển CCD nó thực hiện một cái nghiên cứu baseline về buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu về hiện trạng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã trái phép, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới buôn bán động vật hoang dã, các thói quen và xu thế tiêu dùng các sản phẩm động vật hoang dã, những bất cập, những lỗ hổng, những chồng chéo trong chính sách và pháp luật liên quan đến việc quản lý động vật hoang dã, công tác truyền thông, giáo dục, bảo tồn động vật hoang dã, và từ đó đưa ra các cái đề xuất, các giải pháp, các cách tiếp cận cho các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng cùng tham gia vào phòng chống tội phạm động vật hoang dã. Thế thì nghiên cứu này gồm có 4 nhóm hoạt động chính. Nhóm thứ nhất đó là rà soát và nghiên cứu các tài liệu sẵn có, các báo cáo, các tài liệu liên quan. Nhóm thứ hai đó là nghiên cứu và thống kê các buôn bán động vật hoang dã trực tiếp trực tuyến ở trên internet, rồi
Nhóm hoạt động thứ ba đó là khảo sát thực địa để thu thập các thông tin thực tế. Hiện nay tiến hành ở 7 tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum. Trước đây thì cuộc khảo sát được dự kiến được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Tuy nhiên do tình hình của đại dịch Covid, do sự giới nghiêm và giãn cách xã hội nên là thành phố Hồ Chí Minh và Long An được đổi sang Gia Lai và Kon Tum. Nhóm hoạt động nữa đó là tham vấn các tổ chức và các cơ quan, các chuyên gia trong nước về vấn đề động vật buôn bán, động vật hoang dã trái phép. Thì cái hội thảo ngày hôm nay là một trong các hoạt động tham vấn của nhóm tham vấn. Thế thì mục tiêu của khảo sát là nhằm thu thập và cung cấp các thông tin cho cái nghiên cứu này, bao gồm các cái thông tin dữ liệu về các loài và nhóm loài động vật hoang dã được khai thác, buôn bán và sử dụng. Các loài theo công dụng như thực phẩm, làm thuốc hay là một trang sức, ở trang trí hay được nuôi làm sinh vật cảnh. Các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã tại khu vực điều tra. Các đối tượng trong chuỗi buôn bán động vật hoang dã. Rồi các nguyên nhân thúc đẩy buôn bán động vật hoang dã trái phép. Các xu thế, xu hướng và các tác động của đại dịch Covid đối với việc buôn bán động vật hoang dã trái phép. Và các hoạt động truyền thông bảo tồn, truyền thông nâng cao nhận thức bảo tồn động vật hoang dã tại các địa phương. Địa bàn thực hiện khảo sát tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, tại mỗi tỉnh thì khảo sát được thực hiện tại thành phố và hai huyện có vùng có rừng. Bên cạnh đó thì các cuộc khảo sát cũng tiến hành thu thập thông tin ở các huyện lân cận khi có điều kiện. Tiếp theo là một số cái điều kiện của các địa bàn được khảo sát, tỉnh được khảo sát liên quan đến về đa dạng sinh học và buôn bán động vật hoang dã. Thì kể cả ba tỉnh ở miền Trung thì Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đều là những tỉnh có độ che phủ rừng cao trên 50%, và đây là những tỉnh có nhiều khu rừng đặc dụng. Thì đây cũng là môi trường sống rất là tốt cho các loài động vật hoang dã trên cạn. Tuy nhiên thì nếu mà không được bảo vệ tốt thì đây cũng có thể là những nơi mà dễ xảy ra săn trộm. Về hạ tầng giao thông ở Việt Nam nói chung, về cả ba tỉnh miền Trung này cũng rất là phát triển. Hệ thống đường xá nội tỉnh và hệ thống quốc lộ chạy dọc theo chiều Nam Bắc cũng rất là phát triển. Bên cạnh đó thì ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có 5 cửa khẩu và có đường biên giới dài với cả nước bạn Lào. Thì đây cũng là điều kiện rất là tốt nếu mình biết sử dụng cho giao thông thương đi lại để phát triển kinh tế. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép nếu mà không được kiểm soát tốt. Về phương pháp điều tra thì khảo sát áp dụng chủ yếu là phỏng vấn bán cấu trúc và điều tra bí mật. Thì các phiếu câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn cho từng nhóm đối tượng. Trong đó phỏng vấn bán cấu trúc và các quan sát được thực hiện đối với các thợ săn, thương lái, chủ các hộ chăn nuôi động vật hoang dã và người tiêu dùng và các thành viên cộng đồng. Điều tra bí mật thì được thực hiện với các nhà hàng, các tiệm bán đồ trang sức, đồ lưu niệm, các tiệm thuốc, đông y. Và trên màn hình là cái bảng thông tin về các đối tượng, nhóm đối tượng khảo sát theo địa bàn các huyện và tỉnh với dung lượng mẫu theo địa bàn. Cái dung lượng mẫu mà chúng tôi tiếp cận được là khá nhỏ, ngoại trừ các cửa hàng lưu niệm, các cửa hàng trang sức và các nhà hàng. Thì các nhóm đối tượng còn lại rất là khó tiếp cận và số lượng người tiếp cận được cũng khá ít. Lý do cũng có thể là rằng là do những người thực hiện khảo sát thì là những người ở tỉnh khác, tỉnh ngoài, giọng lạ, phong cách lạ, khác với người địa phương. Rồi là vấn đề về khảo sát động vật hoang dã là một vấn đề nhạy cảm. Và cái nữa đó là cuộc khảo sát được thực hiện trong cái thời gian mà cái tình hình của dịch bệnh Covid đang ngày càng căng thẳng.
Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng là buôn bán săn bắt buôn bán và tiêu dùng sản phẩm động vật hoang dã đang diễn ra tại các cục điều tra, kể cả đối với những cái loài thông thường và các loài có trong nghị định của chính phủ được ưu tiên bảo vệ. Tại địa bàn 3 tỉnh, khảo sát đã thống kê được 26 loài và nhóm loài, trong đó có Quảng Trị có 24 loài, Thừa Thiên Huế 15 loài và Quảng Nam 13 loài. Có 11 loài trong nghị định 06 và 8 loài trong nghị định 160 hay là nghị định 64. Các loài và nhóm loài quý hiếm đều có sản phẩm được ghi nhận, đó là hổ, báo, gấu, khỉ, tê tê và rùa. Thông tin thu thập từ thợ săn, thương lái, nhà hàng và người tiêu dùng cho thấy rằng là hầu hết thịt của các loài động vật hoang dã đều được dùng làm thực phẩm. Chúng tôi đã thống kê được 18 trên 26 loài. Và các sản phẩm của động vật hoang dã được dùng làm thuốc như vẩy tê tê, vẩy chuốt, bàn tay khỉ, xương khỉ, rồi nhung nai, mật khỉ đà, tiết rúi và nhóm rắn, hổ mang chúa, cầm đia. Thì cái thông tin này có lẽ là không phải là thông tin mới lạ đối với quý vị. Nhiều sản phẩm của động vật hoang dã cũng được ghi nhận là được sử dụng làm vật trang trí, rồi là đồ trang sức. Ví dụ như nanh vuốt hổ, nanh vuốt gấu, nanh vuốt báo, lợn rừng, rồi sừng nai, sừng mang, rồi sừng bò, sừng bò hoang, ngà voi, rồi cả sừng voi. Tuy nhiên tại các cửa hàng bán những cái đồ trang sức này thì số lượng của các loại trang sức từ động vật hoang dã cũng ít, không phải là nhiều. Tại các tiệm vàng bạc, tiệm trang sức thì các sản phẩm từ động vật hoang dã được bọc vàng, bọc bạc để làm tăng cái độ thẩm mỹ và tăng cái giá trị hàng hóa. Cuộc khảo sát được ghi nhận hai loài được sử dụng làm được nuôi làm sinh vật cảnh, đó là trà vá chân nâu và kề vòi mốc. Thì trên màn hình đó là hình ảnh của hai con kề vòi mốc nhỏ đang được nuôi trong lồng. Tiếp theo là mạng lưới về buôn bán động vật hoang dã. Thì trên màn hình thì quý vị có thể thấy rằng là cái sơ đồ của mạng lưới về buôn bán động vật hoang dã của 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Có thể nó hơi nhỏ, cũng hy vọng là quý vị có thể nhìn thấy khi phóng to màn hình. Nhìn chung thì động vật hoang dã được cái chuỗi buôn bán động vật hoang dã được di chuyển theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất đó là từ Tây sang Đông. Hướng từ Tây thì từ các địa bàn, các xã, các huyện ở phía Tây của tỉnh, các huyện, các xã có nhiều rừng và đồng thời là cũng sản phẩm từ nước bạn Lào sang. Hướng từ Nam ra Bắc thì từ các tỉnh có rừng từ miền Trung ra ngoài Bắc và một số tỉnh miền Nam, tỉnh phía Nam, ví dụ trong Tây Nguyên thì động vật hoang dã từ trong Tây Nguyên, rồi là động vật hoang dã được nuôi từ các trang trại ở Bình Dương rồi Đồng Nai thì cũng được chuyển ra phía Bắc qua các tỉnh miền Trung này. Và xe trong nội tỉnh thì xe khách nội tỉnh và xe khách đường dài, nếu mà xét theo chiều Bắc Nam thì là những cái phương tiện có tham gia vận chuyển động vật hoang dã. Thông tin về các đối tượng trong cái chuỗi săn bắt buôn bán và sử dụng động vật hoang dã, thứ nhất đó là thợ săn. Thì theo thời gian đi săn, dành cho đi săn thì cái nhóm thợ săn có thể phân thành hai nhóm chính, đó là có thể gọi là nhóm thợ săn chuyên nghiệp, những nhóm người mà dành nhiều thời gian đi săn và hầu như tháng nào có khi họ sử dụng 2 đến 3 tuần một tháng để đi săn. Nhóm thứ hai là nhóm người chỉ thỉnh thoảng mới đi săn thôi, họ có việc khác để làm và họ có nguồn thu khác. Phần lớn thợ săn là những người làm nông và lâm nghiệp ở gần nhà. Họ đi săn ở các khu vực rừng ở gần nhà, kể cả những cái khu rừng tự nhiên, khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn quốc gia ở gần nhà. Họ có thể sang cả xã khác để săn bên cạnh, bởi vì săn ở rừng của xã mình. Những thợ săn mà tham gia được khảo sát thì họ hiểu biết pháp luật, họ biết rằng là các hoạt động săn bắn của họ là trái phép và phi pháp,
Hầu hết họ đã từng bị bắt hoặc bị phạt một lần. Nhiều người trong số họ cũng đã từng nghe nói COVID được lây lan từ động vật hoang dã. Các thông tin chủ yếu qua đài và TV. Thương lái thì có thể chia thành 3 nhóm, 3 loại. Nhóm thứ nhất đó là thương lái chuyên về động vật hoang dã. Họ buôn, họ mua, họ bán với số lượng lớn. Họ thường là những đầu mối thu mua và phân phối về động vật hoang dã. Thứ hai đó là các thương lái nhỏ, họ buôn bán thập cẩm nhiều loại mặt hàng và trong đó có động vật hoang dã. Các thương lái nhỏ này thường thì mua số lượng ít từ thợ săn hoặc là từ đầu nậu rồi bán lại cho các nhà hàng ở trong địa phương. Thứ ba đó là có thông tin về một số người buôn cơ hội, họ có thể là giáo viên, là công chức, là cán bộ hay là người bán hàng, người dân ở các địa phương gần rừng, giáp rừng. Khi họ thấy có động vật hoang dã mà có giá trị lớn, lợi nhuận, khả năng lợi nhuận cao thì họ sẽ mua và có thể bắt xe đường dài đi về Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc để bán. Mua bán thực hiện theo cái hình thức giao dịch trực tiếp là chủ yếu, không có trung gian. Và hầu hết các thương lái biết rằng là các hành vi của họ là phi pháp và trái pháp luật. Nhiều người cũng có nghe qua đài báo thông tin về việc mà các bệnh dịch được lây truyền từ động vật hoang dã sang con người. Các cơ sở ăn uống có bán thịt rừng thì cũng khá đa dạng về quy mô, từ nhà hàng lớn ở các thành phố, từ các quán nhậu nhỏ ở các địa phương gần rừng. Tuy nhiên thì cuộc khảo sát không ghi nhận một nhà hàng nào mà chuyên bán thịt rừng. Các nhà hàng đều có bán nhiều món khác nhau, trong đó thịt rừng chỉ là một trong các món mà họ bán. Khi hỏi thông tin về động vật hoang dã thì ở nhà hàng thì người cung cấp thông tin cũng rất hay đề cập đến việc là thịt rừng giả khá phổ biến. Thịt rừng động vật hoang dã được thay bằng thịt gia súc, gia cầm hay thay bằng động vật rừng nhưng mà được nuôi ở các trang trại. Số lượng thịt rừng được tìm thấy ở trong các nhà hàng, các cơ sở ăn uống thì không nhiều. Tuy nhiên thì theo nguồn tin cho biết thì các nhà hàng, các cơ sở ăn uống này họ thường lưu trữ sản phẩm thịt rừng ở các địa điểm khác và khi cần thì họ sẽ chuyển tới. Các thực khách của các nhà hàng thì cũng đa dạng, thì bao gồm có cả người địa phương, khách du lịch, khách qua đường, khách đi công tác, rồi có cả cán bộ nhà nước, rồi có cả doanh nhân. Tuy nhiên thì không có nhà hàng hay cơ sở ăn uống nào có báo cáo là có khách nước ngoài sử dụng đặc sản thịt rừng. Về giới tính thì theo số liệu thống kê thì dường như là nam giới là những thực khách chính của đặc sản thịt rừng. Nhóm đối tượng nữa đó là các tiệm vàng bạc, các tiệm đồ trang sức được tìm thấy ở các chợ thành phố và các chợ cấp huyện. Các sản phẩm phổ biến vẫn là nanh và vuốt của thú, nanh lợn rừng của hổ, báo, gấu, rồi các cái chóp sừng mang, sừng nai, kể cả ngà voi, rồi là xương voi. Sản phẩm này thường đã được gia công và bọc vàng hoặc là bọc bạc để tăng cái độ thẩm mỹ và tăng cái giá trị hàng hóa. Các tiệm thuốc đông y mà có bán sản phẩm động vật hoang dã làm thuốc thì cũng không nhiều và được tìm thấy ở các chợ các huyện. Và các sản phẩm mà họ bán thì cũng ít về chủng loại và số lượng. Cuộc khảo sát ghi nhận có hai loại sản phẩm động vật hoang dã, đó là vẩy tê tê hoặc vẩy chút và nhung nai khô được bán ở các tiệm đông y. Tìm hiểu về nguyên nhân thúc đẩy việc buôn bán động vật hoang dã trái phép thì chúng tôi rằng là lợi nhuận cao là một cái nguyên nhân rất là quan trọng, nguyên nhân chính thúc đẩy buôn bán động vật hoang dã trái phép và các sản phẩm của chúng. Ví dụ phỏng vấn một người lái xe từ Lào về Việt Nam thì người này mua một con trà vá chân nâu nhỏ với giá tương đương khoảng tầm tương đương 500.000 đồng Việt Nam. Khi đưa qua được qua biên giới thì anh ta bán lại với giá được 2 triệu đồng, tức là chênh lệch khoảng 300%. Cái biểu thông tin ở trên màn hình đây cũng thể hiện giá của
một số loài động và sản phẩm một số loài động vật hoang dã bán thợ săn và bán tại một số các cái nhà hàng ở Quảng Trị, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái chênh lệch về giá về giá của nó lên đến 100-200%. Khi được hỏi về xu thế về buôn bán động vật hoang dã tăng hay giảm thì có thông tin đều cho thấy rằng là xu thế buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trong 2 năm trở lại đây giảm cả cung và cầu. Cái lý do được đưa ra đó là nguồn cung ở trong nước giảm do săn bắt nhiều các quần thể tự nhiên bị cạn kiệt, rồi là do Covid thì đã thắt chặt cái kiểm soát ở biên giới và các cửa khẩu, đặc biệt là từ Lào về, giảm lượng từ Lào về và đồng thời cũng thắt chặt kiểm soát biên giới ở phía Bắc, hàng đi Trung Quốc. Cũng do đại dịch Covid thì hạn chế đi lại nên lượng khách đi công tác, đi tham quan từ các địa phương khác đến ba tỉnh miền Trung này cũng giảm mạnh. Các nhà hàng rồi là các tiệm dịch vụ cũng hoạt động kém, lượng hàng tiêu thụ giảm. Kinh tế của địa phương và kinh tế của người dân cũng bị suy giảm, do đó người dân thắt chặt chi tiêu và giảm cái tiêu thụ động vật hoang dã. Và đây là những số liệu thống kê cho thấy cái tác động của Covid đối với việc săn bắt và buôn bán động vật hoang dã và sản phẩm của động vật hoang dã trong thời gian vừa qua. Thì số liệu cho thấy rằng là hầu hết thợ săn, thương lái, rồi là các nhà hàng, các tiệm trang sức, hầu hết họ các cái hoạt động của họ đều bị suy giảm do tác động của Covid. Duy chỉ có một nhóm đó là tiệm thuốc đông y thì trả lời là không bị ảnh hưởng bởi Covid vì hàng của họ, hàng động vật, đặc biệt là hàng động vật hoang dã rất là ít và cũng ít người mua, và hàng này họ có thể cất trữ được lâu và sau này có thể bán được. Tìm hiểu về công tác truyền thông bảo vệ động vật hoang dã tại các địa phương thì cho thấy rằng là các hoạt động truyền thông bảo vệ rừng và có lồng ghép các nội dung về bảo vệ động vật hoang dã đã được thực hiện hàng năm ở các cấp xã và cộng đồng. Nên là khi phỏng vấn các thợ săn và thương lái thì họ đều cho biết rằng là họ biết về pháp luật và họ biết về các hành vi của họ về buôn bán động vật, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã là trái phép, là phi pháp. Tuy nhiên thì hầu hết thợ săn và thương lái đều trả lời rằng là họ sẽ tiếp tục cái công việc săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép của họ. Chỉ có duy nhất một trong sáu thương lái mà trả lời khảo sát nói là không buôn bán động vật hoang dã nữa vì đã già và phải ở nhà chăm chồng, bị đột quỵ, bị ốm. Từ những cái kết quả mà tôi vừa trình bày thì nhóm khảo sát rút ra một số kết luận sau. Trước tiên phải nói rằng là đây là một khảo sát quy mô nhỏ, dung lượng mẫu ít và được thực hiện trong thời gian ngắn, đúng cái thời gian mà tình hình đại dịch Covid đang căng thẳng, đang gia tăng. Do đó cuộc khảo sát có thể chưa phản ánh được đầy đủ cái hiện trạng, toàn bộ hiện trạng về săn bắt, buôn bán và sử dụng động vật hoang dã tại địa bàn ba tỉnh. Tuy nhiên phần lớn các đối tượng khảo sát là tham gia được tiếp cận là ở đầu cái chuỗi buôn bán hoạt động động vật hoang dã và họ hoạt động ở cấp độ địa phương trong nội tỉnh. Và như trình bày phần kết quả thì săn bắt, buôn bán và tiêu dùng sản phẩm động vật hoang dã vẫn diễn ra tại ba tỉnh, đối với những loài thông thường và những loài ưu tiên bảo vệ trong nghị định của chính phủ. Lợi nhuận kinh tế cao là một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy buôn bán động vật hoang dã trái phép. Cuộc khảo sát này nhỏ, với chung là mẫu nhỏ nên là có thể chưa đưa ra được cái xu thế một cái rõ ràng về mặt thống kê. Tuy nhiên thì kết quả khảo sát cho thấy rằng là đại dịch Covid đã góp phần đáng kể, làm giảm đáng kể săn bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Công tác truyền thông bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã được lồng ghép vẫn được thực hiện hàng năm và đa số các đối tượng khảo sát đã được tuyên truyền và biết về pháp luật cấm săn bắt, buôn bán và sử dụng động vật hoang dã trái phép. Tuy nhiên thì vẫn có dấu hiệu cho thấy rằng là săn bắt, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã trái phép vẫn còn tiếp tục.
Cho nên là bài trình bày báo cáo tóm tắt của nhóm khảo sát thực địa về khảo sát buôn bán động vật hoang dã ở ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, thì chúng tôi rất mong được nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung, bình luận và đề xuất cho giúp cho nhóm có thêm thông tin và hoàn thiện báo cáo. Đồng thời nếu mà có phần nào mà trình bày chưa rõ, phần nào chưa rõ thì cũng rất mong là có nhận được cái câu hỏi để có thể là thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Một là cảm ơn anh Hoàng đã có cái phần chia sẻ thông tin từ cái kết quả nghiên cứu thực địa như vậy. Thực ra chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm là chúng tôi thực hiện là 7 tỉnh, nhưng mà hiện giờ chúng tôi có 3 tỉnh có thông tin để tập hợp từ cái đó. Và chúng tôi sẽ cập nhật thêm từ các tỉnh còn lại. Nhưng mà tuy nhiên là đây cũng là chúng tôi có nhiều thời gian nghiên cứu và vậy là cái thông tin phản ánh chúng tôi muốn chia sẻ đây là cái phản ánh này là phản ánh thực tế tại 3 tỉnh đó. Và cũng phải chia sẻ thêm với các quý vị đại biểu vấn đề nữa là thực tế khoảng 5 năm trở lại đây thì cái việc điều tra vấn đề điều tra buôn bán động vật hoang dã trở nên khó và phức tạp hơn trước đây rất nhiều, bởi vì là cái truyền thông trong cái thời gian vừa rồi chúng ta đã làm được rất tốt. Vậy là người ta rất ý thức được cái việc này. Người ta biết rằng là rất khó để mà nói chuyện một cách gọi là để điều tra bí mật như ngày xưa. Là chúng ta đến chúng ta có thể nói chuyện là hỏi han thế nào, hỏi han thế kia, nhưng gần như là họ đoán được ngay ý định của mình. Và thông thường chúng tôi cũng phải có dùng rất nhiều cái cách tiếp cận khác nhau trong điều tra. Từ nói chuyện giống như một nhà nghiên cứu, hay là khi người ta biết rồi thì mình đặt vấn đề một cách thẳng thắn, thì rất nhiều người họ sẵn lòng chia sẻ những vấn đề này. Vậy chúng tôi muốn chia sẻ rằng cái điều tra hiện giờ ở trên thế giới ngày xưa rất nhiều. Vì xin lỗi anh Lầu. Thực ra là đấy thì truyền thông chúng ta làm tốt và cái công tác tuyên truyền làm tương đối tốt rồi, nên người ta cũng nhận thức được cái vấn đề này nên người ta rất là kín kẽ, hay là người ta rất là thận trọng trong việc chia sẻ, để là cái điều tra nó cũng khó thể hiện được cái một nó trở thành khó khăn hơn và cái thông tin nó thu thập nó ít hơn. Nhưng mà cũng phải không phải là không có. Thứ hai nữa là nó đã thay đổi rất nhiều trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi. Cái tương tác và cái cách biến hàng bán hàng truyền thống, hay là cái cách mà người ta kinh doanh nó cũng khác rất đi rất nhiều so với lại cái thời gian trước năm 2019. Tại vì các quý vị đại biểu thấy rằng là giãn cách thì chúng ta nói thật là chúng ta cũng giãn cách quy mô nhỏ hay quy mô lớn, hay là nó cũng đã diễn ra rất nhiều rồi, nên ngay cả cái việc mà truyền thông trong cái thời gian Covid thì cái nhận thức của mọi người về vấn đề tiêu thụ động vật hoang dã nó đã khác đi rất nhiều rồi, nên thành ra là nó thay đổi cái phần nào về cái cách người ta sử dụng, cách người ta tương tác, vì vậy là cái kết quả nó cũng sẽ đã thay đổi và nó cũng khó thể hiện hơn cái thời gian trước đây. Thì anh Hoàng đã chia sẻ cái phần đó, nhưng mà tí nữa khi đến phần thảo luận thì chúng ta có thể trao đổi thêm cái phần này. Và tiếp theo cái phần nữa thì chúng tôi có xin phép chia sẻ, nhóm xin phép chia sẻ một cái nghiên cứu tương đối hay. Tôi nghĩ là không phải là chỉ cái CCD làm cái việc này, rất nhiều các trung tâm và rất nhiều các cái nhà nghiên cứu đã làm rồi. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ cái phần nghiên cứu của mình liên quan đến cái vấn đề cái tình hình buôn bán, rồi là cái tương tác trên mạng đối với lại cái việc buôn bán sử dụng động vật hoang dã trong trên cái môi trường trực tuyến, mà đặc biệt là tập trung ở cái nhóm xã hội, nhóm trao đổi trên các mạng xã hội liên quan đến vấn đề này. Nó cũng tương đối sôi động và nó cũng có rất nhiều cái hay, cái mới mà trước đây chúng ta chưa ghi nhận được, hay chúng ta chưa để ý đến, và bây giờ là cái này nó cái nghiên cứu này nó cũng thể hiện rất hay cái xu hướng, như là cái cách thay đổi trong cái vấn đề buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Để tiếp tục thì tôi xin mời chị Linh thay mặt cho nhóm sẽ chia sẻ cái kết quả này, kết quả điều tra trên mạng. Mời chị Linh. Bây giờ em thay mặt nhóm rà soát về tình hình buôn bán động vật hoang dã trên mạng, thì em sẽ chia sẻ một vài thông tin tóm tắt về việc rà soát việc buôn bán động vật hoang dã trên mạng trực tuyến, và đặc biệt là tập trung vào các nhóm kín ở trên Facebook. Thì báo cáo này của em có khi mà làm báo cáo này thì em có chia ra 4 từ khóa là thú, bò sát, ếch nhái và chim, nhưng mà khi mà làm tóm tắt thì em sẽ chỉ tập trung vào nhóm thú, nhóm bò sát, ếch nhái em cũng gộp vào một nhóm. Mục tiêu của việc này là được để có thể đánh giá được thực trạng hoạt động buôn bán các loài động vật hoang dã trên mạng internet, cũng như xác định được các nhóm loài đang bị buôn bán chính
tập trung vào các nhóm loài được pháp luật bảo vệ và xác định được hình thức buôn bán và giá cả. Thì em có tìm hiểu các thông tin, em có lọc các thông tin từ năm 2016 đến năm 2021 ở trên trên các web, trên các, và đặc biệt là ở trên các trang Facebook. Thì ở đây của em, bọn em có sử dụng ba phương pháp chính, đó là phương pháp tìm kiếm, phương pháp định loại và phương pháp xác thực. Để phương pháp tìm kiếm thì khi mà em sẽ sử dụng nhóm của em, các nhóm sẽ sử dụng Facebook cá nhân để tìm các từ khóa như là săn bắt, chăn nuôi, buôn bán, trao đổi. Từ đó sẽ tìm ra các nhóm liên quan đến như là nhóm săn bắt về động vật, các hội chăn nuôi và tham gia vào các hội nhóm đấy để tìm hiểu các thông tin cũng như là các việc đăng các bài đăng để được buôn bán. Sau khi đã có được thông tin cụ thể thì nhóm sẽ tiến hành đến phương pháp định loại, là chủ yếu các thông tin có được là qua hình ảnh. Thì khi mà có được hình ảnh rõ nét thì nhóm sẽ định loại. Nếu sẽ phân ra là các loài nào nằm trong nghị định 64, nghị định 06 hay là các loài thuộc sách đỏ IUCN, công ước CITES. Về phương pháp xác thực thì sau khi đã có được các thông tin rồi thì bọn em sẽ inbox cho người bán để hỏi về giá cả, để hỏi về nơi bán, để hỏi về phương thức vận chuyển. Nếu mà ai khi mà không được trả lời thì bọn em sẽ lọc thông tin từ phần mềm comment. Về kết quả thì có thu thập được 11.000 cá thể động vật hoang dã được buôn bán ở trên trang mạng. Trong đấy có 1.097 vụ buôn bán và có 180 loài được ra bán. Về mức độ phổ biến thì nhóm đã tìm được 806 nhóm Facebook, 118 fanpage Facebook, 94 Facebook cá nhân và 79 website có đăng tải các thông tin liên quan đến buôn bán động vật hoang dã. Về các nhóm loài bị buôn bán thì có 180 loài bị buôn bán thuộc 62 họ, trong đó có 25 họ bò sát, 25 họ thuộc lớp thú và 12 họ thuộc lớp chim. Về các thông tin tổng hợp được thì nguồn gốc của các loài buôn bán chủ yếu là các loài bản địa, và rất nhiều loài nằm trong sách đỏ IUCN, nằm trong phụ lục CITES cũng như nằm trong nghị định được pháp luật bảo vệ. Khi tiến hành đi sâu vào phân tích của nhóm thú thì ở đây chỉ phân tích 7 nhóm là nhóm linh trưởng, nhóm móng guốc, mèo lớn, voi, tê tê, gấu và giái cá. Thì tại vì những năm trước là từ năm 2018 đổ lại thì thông tin tìm kiếm cũng rất là khó. Có một số trang mà sau khi năm 2021 em quay lại thì các trang đấy đã không còn, những bài đăng đấy đã được xóa nên là em không thu thập được nhiều, nhóm không thu thập được nhiều thông tin. Thì thấy nổi trội nhất là năm 2020 và nhóm loài được buôn bán nhiều nhất là loài linh trưởng. Và theo như nhóm nhận thấy thì nhóm khỉ là được buôn bán nhiều nhất. Về các vụ buôn bán về các nhóm bò sát thì được buôn bán nhiều nhất vẫn là nhóm rùa. Nổi trội nhất là vào năm 2018. Sau đấy là đến các nhóm thằn lằn. Thằn lằn thì có bao, em có gộp lại là bao gồm cả kỳ đà, cả các loại thằn lằn. Về giá cả thì giá cả rất là phong phú, có thể dao động chỉ giá từ vài chục nghìn cho đến cả hàng trăm triệu đồng đối với các loài ngoại lai. Khi mà em hỏi họ thì họ không trả lời chính xác giá tiền, mà họ chỉ đưa ra là bằng một con Mazda CX-3 đời 2019 nên đã quy đổi ra bằng giá tiền là 600 triệu đồng. Khi mà về hình thức buôn bán thì khi mà tham gia vào các hội nhóm Facebook này thì em thấy là nhóm nhận thấy là từ năm 20 đầu năm 2019 đổ đi thì việc tham gia vào các nhóm này rất là khó. Khi tham gia vào thì bọn em phải trả lời các câu hỏi qua một quá trình xét duyệt thì mới được tham gia, và khi mà đã được tham gia vào rồi thì không được, khi muốn hỏi về giá cả thì không được dùng từ là giá bao nhiêu tiền, con này bao nhiêu tiền, hay là em muốn mua con này, em muốn bán con này, mà phải thay bằng các từ như kiểu em muốn bảo tồn con này, em muốn cứu hộ con này, cho em xin xin thóc của con này, xin thóc và xin giá ấy, chứ không dùng những từ giá đấy, nếu mà không sẽ bị cấm tham gia nhóm nữa, bạn không được bị block khỏi nhóm ấy. Về các nơi buôn bán thì ở đây em có chỉ đưa ra là hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, còn các tỉnh khác thì em chưa đưa ra con số cụ thể.
Về ở Hà Nội thì có một trong trong tổng số 1.097 vụ buôn bán thì có 161 bài đăng là được buôn bán là được ghi nhận ở Hà Nội và có 312 bài đăng là được ghi nhận ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn lại là ở rải rác khắp các tỉnh trên cả nước. Khi mà thực hiện việc điều tra này thì nhóm em cũng nhận ra được một xu hướng mới là xu hướng dựng các vlog với nội dung săn bắt và sinh tồn ở trên YouTube. Khi mọi người đăng nhập vào YouTube thì chỉ cần gõ các từ khóa như là bẫy thú, như là sinh tồn, như là săn bắt thì có rất là nhiều video, rất là nhiều các kênh về nội dung này. Em nhận thấy là các video này họ đăng rất là công khai luôn, như kiểu là các hình ảnh về thú rừng, về mèo rừng này, các loại rúi họ cũng đăng công khai luôn, và nhận thấy là không hề được kiểm soát, và những cái video này thì lượt view nó không hề nhỏ, nó đều trên 1.000 view và chục nghìn view, và có những kênh nổi trội thì vẫn đăng thường xuyên, không thấy có dấu hiệu giảm. Trên đây là bản tóm tắt sơ bộ về kết quả rà soát việc buôn bán động vật hoang dã trên mạng của nhóm. Xin mọi người có ý kiến và đóng góp để tìm ra được phương pháp. Cảm ơn chị Linh đã có cái chia sẻ cái kết quả, một cái tổng hợp một cách cơ bản nhất cái kết quả rà soát. Thực ra là kết quả rà soát thì nó cũng cho ra rất nhiều cái thông tin hay, mà nó cũng tương đối là thú vị về, và nó tương tự như báo cáo với các quý vị đại biểu là nó tương tự như cái hoạt động mà buôn bán hay là cái cách trên thực tế thì hiện giờ nó cái việc truyền thông của chúng ta tốt rồi, người ta những người tham gia trong việc buôn bán ngay trên thực tế hay là ngay trên mạng, người ta có sự chuẩn bị và người ta có cái hiểu biết nhất định về quy định pháp luật. Vì vậy là cái cách người ta giao tiếp, cái cách người ta trao đổi nó khác đi ngày xưa rất nhiều. Ví dụ ngày xưa chúng ta có thể vào một quán ăn biết bán đặc sản và chúng ta hỏi một cách rất dễ dàng, hay là người ta đưa lên trên menu, thì bây giờ người ta không đưa lên trên menu nữa. Và cái đấy thì, và hai nữa là người ta có thể chỉ bán cho những người mà người ta biết chắc chắn rằng đây đấy là những người người ta tin tưởng. Tương tự như vậy trên mạng xã hội cũng vậy. Trước đây thì các bạn, tôi nghĩ là trong cái trao đổi thì cũng có, sẽ có một số các bạn nói rằng là tại sao không rà soát trên internet chung mà lại rà soát trên mạng xã hội nhiều như vậy. Thì chúng tôi cũng phải chia sẻ một cái thực tế là như thế này. Chúng tôi tiến hành rà soát rộng trên hệ mạng internet, và kết quả cho thấy rằng là cái việc buôn bán ở trên internet là khó hơn, và người ta đã mường tượng được vấn đề này một cách rõ ràng, đấy là cái này là vi phạm pháp luật. Và khi mà đăng ký trên internet như vậy là các cái tổ chức đăng ký mở các website đều phải có cái pháp nhân và đăng ký một cách đầy đủ cả. Chính vì thế khi đăng lên những trang web cụ thể như vậy thì họ lại biết ngay rằng là sẽ là cái bằng chứng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu mà họ tổ chức buôn bán cái việc đó. Nên thành ra là họ đã chuyển cái hình thức sang thành cái buôn bán ở trong các cái mạng xã hội hay là các cái nhóm, hội nhóm trên mạng xã hội. Đấy là cái cách thức mà họ đã linh hoạt trong cái việc mà tổ chức buôn bán hay tổ chức trao đổi. Bởi vì sao? Việc mở một trang web, mở một trang thông tin hay là mở một cái kênh ở trên mạng xã hội nó không cần giấy tờ gì. Đấy. Khác với lại mở một trang internet. Chính vì thế họ đã chuyển sang cái hình thức đó. Và mở như vậy thì họ cũng trên cái mạng xã hội và các kênh truyền thông trên mạng xã hội họ cũng giúp cho cái việc mà các cái nhóm quản lý, họ quản lý được những người tham gia. Đấy, như chị Linh chia sẻ rằng là để vào được các nhóm đó thì họ tiến hành một loạt các cái câu hỏi mang tính kiểm chứng rất là cẩn thận. Bạn vào đây làm gì, hay là bạn có hiểu biết về nuôi thú cảnh hay không, hay bạn có hiểu biết về nuôi động vật hay không, hay là bạn có hiểu biết về cái loại sản phẩm này hay không, thì lúc đấy họ mới cho vào, chứ họ không chấp nhận một cách ngẫu nhiên. Thì đây cũng là cái hay, cái thông tin mới mà chúng ta cũng biết rằng họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ và họ cũng đã hiểu được cái quy định của pháp luật. Họ có sự chuẩn bị rất kỹ về việc là ai mới được vào và ai sẽ được họ chia sẻ thông tin. Đấy, như chị Linh chia sẻ thì nhóm chia sẻ là hỏi gì liên quan đến mua thì không được nói là mua, mà là mình muốn đón bạn này về chẳng hạn. Muốn mua một con rùa thì phải nói, phải biết rằng là tớ muốn đón bạn này về để bảo tồn chẳng hạn, tớ muốn đón bạn này về để cứu hộ chẳng hạn. Đấy, họ cũng rất là hiểu biết, họ yêu cầu cái cách thức trao đổi trên mạng nó khác. Với lại không thể nào tớ muốn mua bạn này về để làm bữa tối nay, cái chuyện đấy là không thể tương tác được, mà bạn sẽ bị mời ra khỏi nhóm ngay. Đấy, thế thì phải viết rằng là tớ muốn đón bạn này về, tớ muốn cứu hộ bạn này, hay là hoặc là phải hỏi rằng là
là thóc là bao nhiêu, chúng được nói là tiền là bao nhiêu đấy. Và họ cũng rất là khi nhóm kia có tiến hành gọi điện để kiểm chứng, họ cũng kiểm tra rất kỹ trên điện thoại là bạn là thế nào, hoặc là bạn, họ cũng nói bóng gió thôi, nhưng có những cái cá thể động vật bán với giá rất cao, hỏi đi hỏi lại thế cái này là bao nhiêu, họ cũng kiểm chứng, họ cũng bảo là thế bạn mua làm gì, bạn có biết gì về con này không, cái loài này không. Thì chúng tôi cũng là những người nghiên cứu và chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ, thì nhóm cũng đã trả lời một cách rất là rành rọt đầy đủ. Thế thì sau trao đổi rất lâu thì họ đưa ra cái nói rằng là thế thì cả bạn này sẽ tương đương với một cái xe Mazda 2019, Mazda 3 2019. Thế họ cũng không nói số tiền, thế họ chỉ nói như vậy thì mình sẽ tra ra thì mình biết là cái giá khoảng bao nhiêu. Thế đấy là những cái thay đổi rất nhiều trong cái việc tương tác. Hay là chúng tôi cũng chia sẻ thêm một cái nữa là một cái mới mà nhóm cũng nghiên cứu cũng thấy ra, đấy là một cái vấn đề mà chúng tôi muốn nêu hôm nay để mọi người cùng nhìn nhận, hay là cùng trao đổi xem là cái đây có phải là cái xu hướng hay không, và hay là cái đó nó có phải là vấn đề chúng ta tiến tới chúng ta cần quản lý không. Ví dụ như việc là cái thời gian vừa rồi cái bùng nổ của mạng xã hội, rồi là cái điện thoại thông minh, hay là cái tiếp cận với internet nó dễ dàng hơn, thì vậy là cái xu hướng mở các cái kênh thông tin hay là làm các video clip trên mạng chia sẻ về các cái trải nghiệm trải nghiệm về thiên nhiên, hay là bắt được con gì ăn con nấy, hay là cái việc đi vào rừng săn bắn như thế nào, rất phổ biến. Đấy, chúng tôi phải chia sẻ rằng nó đã trở thành phổ biến và rất nhiều người bắt đầu làm cái này việc này nhiều. Thì đây là một cái xu hướng mới mà chúng ta cũng có cần có biện pháp đưa ra những cái khuyến cáo, hay là có những cái việc nghiên cứu giám sát nhiều hơn lên cái lĩnh vực này. Tại vì rất nhiều người có thể là trước Covid, có thể là trong thời gian Covid họ đã cái cơ hội công việc của họ ít hơn, vì vậy là họ đã chuyển sang cái hình thức này, và đây cũng là cái hình thức kiếm tiền rất tốt trên mạng. Họ lập ra các nhóm đi vào rừng tổ chức săn bắt, rồi là chia sẻ cuộc sống ở trong rừng và tổ chức săn bắt và bẫy bắt đấy, và họ quay trực tiếp lên trên mạng, và rất nhiều người nhóm chia sẻ rằng là có những clip hay là có những kênh có cả 10.000 người view, và ngay cả trên đó chúng tôi quan sát thấy rằng là có rất nhiều loài được pháp luật bảo vệ, có trường hợp là nướng cả rắn hổ chúa trên đấy, rồi là bắt các con động vật mà bị pháp luật được pháp luật bảo vệ. Đấy, thì đây cũng là cái xu hướng mới, và cũng thấy rằng là cái xu hướng mới này nó cũng thể hiện được chúng tôi cho rằng, nghiên cứu thì tôi cho rằng đây cũng một cái vấn đề cần quản lý, nó cũng là một nguy cơ. Bởi sao cái việc như này để tuyên truyền này nó rất dây cái hiệu ứng trên trong cộng đồng, đấy là người ta cũng tìm cách, người ta học như vậy, hay người ta đi rừng người ta cũng tìm cách, trước đây họ không làm cái việc đó nhưng mà vì xem một clip đó nên họ nghĩ rằng hôm tới mình có đi vào thăm quốc phương chẳng hạn, chúng ta đi thăm cát tiên chẳng hạn, thì chúng ta thử làm cái này thì nó hay không, hay là nghĩ đến việc là hôm nào rảnh đi đâu đó vào cái khu rừng nào đó chúng ta cũng thử cái phương pháp sinh tồn này thế nào. Thì đây là những cái rất mới và những cái mà chúng ta thấy rằng nó cũng trở thành một xu hướng mà chúng cần có những nghiên cứu hay là cái điều tra để tìm hiểu thêm, hay cả việc quản lý cái kênh thông tin, cái kênh sinh tồn này như nào, hay là cái việc các cái hội nhóm này như thế nào. Đấy, cái cách buôn bán, tại vì trên đó cũng quảng cáo đủ, cũng thấy rằng là có bán cả hổ, có bán cả vuốt con nọ con kia, sừng tê giác họ cũng quảng cáo, họ bán. Đấy, thế thì đây cũng là những cái mà nhóm thấy rằng là nó cái thay đổi rất nhiều trong cái tương tác và hay là cái cách vận hành của cái mạng lưới buôn bán động thực vật hoang dã và tiêu thụ. Đấy, ngay cả trong cái kết quả nghiên cứu chúng tôi điều tra thấy rằng là cái thay đổi trước đây chúng ta cũng nói rằng là những người có tiền hay là những người có thu nhập cao với là những người là cái đối tượng sử dụng buôn bán liên quan đến sản phẩm từ động vật hoang dã, nhưng mà qua nghiên cứu thì cũng là không phải hoàn toàn như thế, mà bây giờ nó vì nó trở thành phổ biến và trở thành cái tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và mọi người đều biết đến, nên thành ra nó hướng đến rất nhiều đối tượng tham gia cái việc này, mà chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ các bạn trẻ tham gia trong cái việc trao đổi với việc buôn bán này không phải ít mà có xu hướng còn nhiều. Thì đây cũng là một cái rất là mới, và chúng ta cũng phải biết rằng là nếu như vậy trong thời gian tới cái việc quản lý nó ra sao, cái đối tượng quản lý là thế nào. Thì đấy là chúng tôi muốn chia sẻ thêm một chút, làm rõ thêm một chút mấy cái kết quả nghiên cứu và cái kết quả đánh giá vừa rồi. Thế thì bây giờ đến cái phần mà thảo luận chung, thì chúng tôi cũng như chúng tôi chia sẻ ban đầu ấy, thì chúng tôi cũng rất mong rằng là mọi người cũng chia sẻ giúp xem là những cái đánh giá như vậy nó đã đầy đủ hay là nó đã phù hợp hay chưa, hay là các bạn có những cái thông tin nào, các chuyên gia hay là các tổ chức khác có những thông tin nào hay, hay là những báo cáo nào mới cập nhật hơn mà chúng tôi nên tham khảo và chúng tôi nên bổ sung, thì chúng tôi rất là sẵn lòng
và mong muốn được các tổ chức chia sẻ như vậy. Hai nữa là cái cách điều tra hay là cái cách thu nhập hay là cái cách so sánh thông tin như vậy đã phù hợp hay chưa, đã nêu bật được cái vấn đề hay chưa. Và ngay cả cái việc mà và rà soát cái thông tin buôn bán rồi là điều tra trên mạng cũng vậy. Thế thì trên mạng xã hội hay là trên mạng internet cũng vậy. Mọi người thấy rằng là cái gì, cái cách đánh giá hay là cái cách nhìn nhận hay là cái số lượng thông tin chúng tôi đưa ra như vậy nó đã phản ánh được đúng cái bản chất của vấn đề hay chưa. Đấy là và ngay cả chúng ta cũng rất mong muốn ở đây là và chúng ta cũng trao đổi liên quan đến việc là trong cái thời gian tới thì sẽ cần làm cái gì. Chúng tôi cũng phải chia sẻ thật rằng là cái nghiên cứu về động vật hoang dã, về buôn bán động thực vật hoang dã không phải là ít. Rất nhiều người làm, rất nhiều các tổ chức làm, rất nhiều báo cáo. Và rất nhiều người cũng đã hỏi chúng tôi liên quan đến việc là cái cách so sánh này như thế nào đối với các báo cáo kia. Và cái các báo cáo kia họ thống kê như vậy thì khác, tại sao anh lại không kê khác với họ hay là phân tích khác với họ. Thì chúng tôi cũng phải chia sẻ thêm là mỗi một nghiên cứu, mỗi một cái hoạt động rà soát đều có cái mục tiêu và có cái phương pháp của mình. Vì vậy là sẽ khó mà có thể so sánh một cách gọi là toàn diện hai cái báo cáo với nhau, tại vì nó sẽ theo mục tiêu, theo thời gian và theo cái cách nhìn theo cái cách làm, thì vậy là chỉ so sánh một phần thôi. Đấy là cái một cái nữa. Vì vậy là chúng tôi rất mong rằng là chúng tôi chia sẻ cái kết quả của mình như vậy với mình, tinh thần rất là cởi mở, sẵn lòng tiếp thu và chia sẻ và cùng thảo luận để đưa đến được những cái có được những thông tin và cái nhìn nhận tốt nhất, và cuối cùng chúng ta sẽ tìm cách nào tìm đưa ra những cách hay là đưa ra những định hướng mà giúp được các cơ quan quản lý, các cơ quan thực thi họ thực hiện cái này một cách hiệu quả và phù hợp nhất để cùng hướng đến một cái cuối cùng là bảo vệ được cái giá trị của thiên nhiên, làm sao mà các loài động thực vật hoang dã của chúng ta không bị mất đi và còn có cơ hội phục hồi và phát triển trở lại được, quay trở lại được cái thời như cái nó không bị biến mất mà có thể con cháu hay là các cái thế hệ sau này còn có cơ hội để gọi là sống cùng và tìm hiểu thêm và tìm hiểu nhiều hơn nữa đối với cái giá trị đó. Xin phép tôi sẽ xem như vậy và cũng rất là mời mọi người cùng chia sẻ và cùng đưa ra cái góp ý của mình trong liên quan đến vấn đề này. Đại biểu trước được không? Vâng, mời anh Hà. Xin chào các nhà khoa học, xin chào các nhà bảo tồn. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Hải Hà. Hiện tại là công tác ở Trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Trường Mỹ, Hà Nội, ở bộ môn quản lý động vật hoang dã. Thì rất cảm ơn cái bài chia sẻ của các chuyên gia cũng như các thành viên trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì tôi xin phát biểu một số những cái ý kiến rất là ngắn gọn như này. Thứ nhất là về các thông tin ấy, tôi thấy là khá rất là thú vị. Tuy nhiên thì theo mà tôi nghĩ bây giờ, thiết nghĩ bây giờ thì là cái thông tin, nếu như mà nhóm mà bổ sung thêm được cái thông tin đó là điều tra buôn bán động vật ở trên biển, thì tôi thấy cái xu hướng bây giờ đây là buôn bán bây giờ nó trước đây thì trên cạn rất là phổ biến, và hiện tại nó cũng phổ biến rồi, tuy nhiên bây giờ nó có cái xu hướng là buôn bán trên bằng cái con đường vận chuyển ở trên biển, mà trong kết quả điều tra thì tôi chưa được thấy cái kết quả điều tra của cái buôn bán ở trên biển. Lên chăng trong thời gian tới thì cái nhóm nghiên cứu cũng lên cái bổ sung cái kết quả điều tra buôn bán động vật hoang dã trên biển. Cái thứ hai ở đây tôi cũng muốn nói là chúng ta cũng lên thống nhất giữa các nhóm điều tra. Tôi lấy ví dụ một nhóm điều tra, chúng ta dự kiến để điều tra trong 7 tỉnh đúng không? Nhưng mà số liệu chúng ta cũng chưa được hoàn thiện trong 7 tỉnh. Cái thứ hai là trong cái bài trình bày của thông ấy, của chung ấy đúng không, thì chúng ta chủ yếu là chúng ta đề cập đến là động vật quý hiếm và tiêu biểu là một số những động vật chúng ta gọi là thú lớn, trong đó là có cái đối tượng đặc biệt là trong cái nghị định hoặc là trong cái sách đỏ hoặc là trong cái sách đỏ IUCN hoặc các nghị định hoặc là trong CITES gì đó đúng không ạ. Tuy nhiên thì trong cái tôi cũng muốn là muốn tìm hiểu rõ ở đây, chúng ta muốn tìm hiểu rõ ra cái khối lượng của các loài động vật thông thường ấy, trừ những loài động vật hoang dã ra, nhưng các bạn chưa muốn đi sâu vào cái khối lượng hàng năm đấy, nó bao nhiêu tấn trên một tháng hoặc là bao nhiêu tấn trên một năm hoặc là bao nhiêu tấn trên một nhóm đối tượng, thì tôi chưa thấy thể hiện rõ cái loài này. Nếu như mà chúng ta mà bổ sung về cái khối lượng buôn bán, chúng ta mới là số lượng thôi, nhưng mà chưa quy ra được cái khối lượng.
thì liệu rằng là trong thời gian tới hoặc là trong những kết quả nào đó thì các bạn có thể là bổ sung thêm cái số liệu này. Thứ hai là chúng ta phải khớp nối được các dữ liệu điều tra giữa điều tra thực địa và điều tra ở trên mạng. Đấy, chúng ta điều tra thực địa thì chúng ta chủ yếu là điều tra khu vực miền Trung. Đấy, nhưng mà điều tra trên mạng này chúng ta lại chủ yếu là điều tra hai khu vực, đó là khu vực miền Nam và khu vực miền Bắc. Như vậy là cái số liệu như thế là chúng ta phải khớp nối được với nhau để làm sao nó logic từ cái thực địa và điều tra trên mạng, và chúng ta phải tìm được ra là hiện tại là Việt Nam cái khu vực nào, vùng nào là khu vực trọng điểm trong quá trình buôn bán động vật hoang dã, và các đối tượng nào là cái đối tượng bây giờ là đang được người dân hoặc là đang được buôn bán nhiều nhất. Và tôi rất là quan tâm đến cái việc là buôn bán ở trên biển, tại vì bây giờ người ta chuyển sang quản lý ở trên biển nó rất là khó hơn là quản lý trên đất liền. Nhưng bây giờ nó vận chuyển ở trên biển nó rất là nhiều, và cái con đường này mà cũng đã được rất là nhiều các nhà khoa học quan tâm rồi, thì vậy là trong thời gian tới có được bổ sung được không, thì xin phép chia sẻ ý kiến lên như thế. Xin cảm ơn. À, cảm ơn anh nha. Anh Hà sẽ bổ sung thêm tìm cách nào đó. Thì thực ra là nhóm đã có phần thần nào cũng liên quan cái một phần của cái việc buôn bán trên biển ấy. Tức là chúng tôi thống kê cái số liệu của các cái vụ buôn bán hay cái vụ nhập bắt giữ liên quan đến các cảng biển, cũng là một phần của cái việc trên biển rồi. Còn nếu mà điều tra trên biển nữa thì tôi nghĩ là nó sẽ cũng sẽ cần thời gian, và cũng sẽ cần cái phương pháp là nó phức tạp hơn một chút. Thì rõ ràng là trên biển nó không như trên bộ, đều đóng cơ đóng tơ nơ đóng thò là chuyển vận chuyển bằng tàu cả, vậy là cũng khó. Mình cứ lại chẳng lẽ lại cứ làm cái thuyền đi ra tàu đi qua lại lại vẫy lại đề nghị là phỏng vấn, thế thì nó sẽ có chắc chắn là sẽ làm được thôi, nhưng sẽ cần một thời gian. Thì đây là cái ý mà nhóm cũng sẽ lưu ý bổ sung thêm làm thế nào đó về cái tuyến đường, các cái gọi là điều tra thêm về theo các cái nhóm cái cách vận chuyển, cái tuyến đường vận chuyển, ví dụ như hàng không, cảng đường bộ này, rồi là cảng biển này, là cảng hệ thống bưu điện, thì đúng nhóm sẽ cố gắng tìm hiểu và bổ sung thêm. Hai nữa nhóm sẽ cố gắng đồng nhất cập nhật một cách đồng nhất các cái nhóm động vật theo cái tiêu đề tiêu chí giống nhau ở cùng cả ba nhóm điều tra. Xin cảm ơn anh Hải ạ. Xin mời các bạn đại biểu khác ạ. Và tôi chia sẻ thêm về phần liên quan đến bài trình bày, thì sau cái hội thảo này, sau cái cuộc họp này chúng tôi sẽ chia sẻ với các quý vị đại biểu. Thì mọi người cứ xin để lại cho cái nhắn cái địa chỉ email vào trong cái hộp chat, hoặc là khi đại biểu đăng ký rồi thì chúng tôi khi hoàn thiện và sửa sang lại thì chúng tôi sẽ gửi lại để chia sẻ cái bài trình bày. Nên mọi người cứ yên tâm. Xin mời tôi thấy đại biểu Quyết từ tổ chức EY mới có vào. Anh Quyết cũng là những người tham gia hoạt động điều tra trên thực địa, nghiên cứu rất nhiều liên quan đến các loài động thực vật hoang dã. Thì anh Quyết có chia sẻ thêm gì về các cái quan sát, về các cái nhận xét, các cái kinh nghiệm của mình liên quan đến cái vấn đề này, và đặc biệt là chúng tôi cũng muốn tìm hiểu là cái xu hướng trong cái thời gian vừa qua, thì anh đánh giá rằng là cái việc buôn bán động vật hoang dã nó đã thay đổi hay là nó đã có những cái xu hướng gì mà cần quan tâm. Tiến sĩ Lê Khắc Quyết. Cảm ơn anh Hà đã mời tôi phát biểu. Xin chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Lê Khắc Quyết, là cán bộ của tổ chức FFI. Với các cái thông tin này như anh Hà cũng các cái đại biểu chia sẻ, cái việc mà đánh giá được cái tình trạng buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam là hết sức khó khăn. Mặc dù rất là nhiều các cái cơ quan tổ chức cũng đã tiến hành rồi, do cái tính chất nhạy cảm cũng như là với cái sự mà thích nghi khôn khéo của các cái vụ việc của những cái người mà tham gia vào cái hoạt động này, làm ra sức cả vấn đề. Tôi thì chỉ quan tâm đến cái với hiện nay tôi chưa có được cái báo cáo cuối cùng của các anh, nên cũng sẽ rất khó nhận xét rằng là có những cái vấn đề gì. Tuy nhiên là tôi thì quan tâm đến với cái dung lượng mẫu, bởi vì như anh Hoàng cũng có chia sẻ là cái dung lượng mẫu của cái báo cáo này của anh hiện tại là do hạn chế của dịch COVID-19 cũng như là cái hạn chế của cái năng lực nghiên cứu, thì cái dung lượng mẫu còn ít và cái địa bàn nghiên cứu còn hẹp. Thì vậy thì với một cái địa bàn như vậy thì mình có thể khái quát có đủ lượng thông tin để khái quát hóa cho toàn bộ vùng hay có cả nước tình hình buôn bán động vật cho cả nước hay không? Và tôi thì đánh giá cao là cái nghiên cứu này của các anh các chị cũng đã có
tiếp tục sử dụng các cái công cụ nghiên cứu tiên tiến như là điều tra qua Internet. Tuy nhiên thì ở đây thì cũng phải chia sẻ với các anh là các anh mới đánh giá được nghiên cứu qua Facebook thôi. Chứ còn có một cái mảng nữa rất là lớn, đó là điều tra họ các hoạt động buôn bán động vật qua các cái mạng xã hội mà có cái tính bảo mật cao, ví dụ như là Viber, WhatsApp, Zalo, đặc biệt như ở Việt Nam thì cái hoạt động sử dụng Zalo và một số những cái mạng sử dụng giữa Việt Nam và Trung Quốc là rất là nhiều. Thì cũng sẽ rất là mong là nhóm nghiên cứu nếu có được cái kia bổ sung các cái số liệu này hay là bổ sung cái phương pháp nghiên cứu để coi như là có những cái số liệu nó được khách quan tốt hơn. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Quyết. Trong khi đợi các đại biểu khác có cái ý kiến của mình thì tôi cũng trả lời luôn, để dành thời gian tôi trả lời luôn một số cái đề xuất như là cái góp ý của anh Quyết. Thứ nhất là về cái hoạt động điều tra và cái số lượng mẫu ấy, thì chúng tôi cho rằng là như chúng tôi chia sẻ ban đầu thì cái việc nghiên cứu tập trung chính vào cái việc rà soát các cái kết quả nghiên cứu tí đến giờ để đưa ra những cái nhận định và cái thông tin chung cố gắng đồng nhất. Thì anh Quyết và các đại biểu biết rằng là nghiên cứu như tôi chia sẻ, nghiên cứu cũng phải là ít rất nhiều nhưng mà nó cũng tương đối là tản mát và nó cũng tương đối là không liên tục, tản mát. Mỗi một nghiên cứu có một cách đánh giá khác nhau và mỗi một cái nghiên cứu có một cái tập trung khác nhau, vậy là các nhận định nó tương đối tản mát. Thì chúng tôi cố gắng tập hợp lại được, cố gắng trong cái nghiên cứu này nhằm tập hợp lại được các cái kết quả đó hay là các cái nhận định đó để đưa ra được một cái xu hướng chung. Và cái thông tin điều tra trên thực địa nó là cái số liệu mang tính kiểm chứng và nó là cái số liệu bổ trợ cho cái việc rà soát thôi. Thì nên ra chúng tôi cũng không tập trung nhiều lắm vào cái việc không phải là cái số liệu trên thực địa, nó không phải là cái số liệu kiên quyết để đưa ra cái nhận định chung như vậy, mà vẫn là dựa trên các nghiên cứu của tất cả các cái nghiên cứu tập hợp từ các nghiên cứu từ trước đến giờ để đưa ra một cái nhận định chung như vậy. Và cái kết quả nghiên cứu thì nó chỉ thể hiện ở các cái tỉnh mà nhóm đã thực hiện thôi, và nó sẽ góp bổ trợ cho cái nhận định chung, chứ không phải là chúng tôi không căn cứ vào kết quả từ 7 tỉnh này mà suy diễn trên cả nước. Đây thì tôi cũng chia sẻ thêm như vậy. Hai nữa là về cái tiêu chí rà soát trên mạng. Thực tế rằng là cái việc rà soát trên mạng trước đây thì nó đã thay đổi, là trước đây chúng ta hoàn toàn không có hệ thống Facebook hay là các cái mạng xã hội, thì chúng ta tập trung chính vào cái việc rà soát xem họ buôn bán thế sao trên mạng, tương tác thế nào trên mạng, trên các cái trang web. Thế nên trong thời gian gần đây chúng ta quản lý về thông tin mạng và quản lý trên mạng cũng chặt rồi, nên thành ra người ta đã thay đổi. Đấy, người ta đấy ví dụ phải mở trang web, thì muốn mở một trang web phải có đăng ký đàng hoàng, phải có tên tuổi người chịu trách nhiệm. Thế thành ra người ta biết rằng như thế thì nếu mà họ làm sai pháp luật thì đấy là cái bằng chứng để xử lý cái vi phạm của họ, nên họ đã chuyển đổi sang những cái trang này ở trên các mạng xã hội. Như tôi nói là nó không có mất thủ tục gì cả. Các anh cứ khai đủ thông tin để các anh mở một trang web buôn bán hay là cái hội nhóm. Thế thì cái hội nhóm đấy người ta cũng quản lý rất chặt. Đấy, không phải ai cũng vào được, biết vậy nhưng mà phải đăng ký chán, còn gửi một số câu hỏi test hay là người ta còn kiểm chứng mất vài hôm. Đấy, phải trả lời rất nhiều câu hỏi, người ta còn mail qua mail lại hay người ta còn chat qua chat lại xem thật sự là hiểu và mình là người hiểu biết hay là mình thực sự là những người mà họ thấy tin tưởng họ mới cho vào. Đấy. Thế thì nó đã khó như thế rồi. Còn cái việc mà anh Quyết đề xuất rằng là có thể trao đổi thêm trên các mạng xã hội khác như Zalo hay là Trung Quốc thì có Weibo này, hay là ở trên mạng như ví dụ như là Viber hay một số cái hình thức khác như gọi là WhatsApp, thì cái đấy tương đối là khó. Bởi vì sao? Bởi vì cái đấy dành cho những người thực sự biết nhau, họ có được số điện thoại nhau và họ biết nhau. Tại vì khi đã lên đến mức độ đó rồi thì thông tin hình ảnh của chúng ta sẽ đầy đủ hết và người ta chỉ biết, người ta chỉ chấp nhận là thành lập một cái nhóm trao đổi với nhau thôi. Ví dụ như nhóm anh Quyết có nhóm khi đi chụp chim hoặc là khi đi nghiên cứu thì anh Quyết sẽ lập một cái nhóm Zalo, chắc là tí nữa ra chỗ nọ chỗ kia chụp con nọ con kia nhé, thì cái nhóm đấy nó như thế. Thành ra cái việc chen chân vào được cái nhóm như vậy để lấy được sự những thông tin của họ với cái nghiên cứu này thì là khó. Chúng tôi bảo là không thể, không phải là không thể nhưng chắc chắn sẽ là khó. Thì nhóm cũng cho rằng là trong cái khuôn khổ thời gian nghiên cứu hay là cái khung thời gian của cái hoạt động này thì chúng tôi chưa thực sự là tiếp cận được cái việc đó, và chúng tôi sẽ cố gắng nhưng mà khó. Đấy, phải nói thật là khó. Với sử dụng số điện thoại của mình và vào những cái trang web và những cái nhóm như vậy thì thông thường người ta phải biết nhau rất rõ, người ta phải cho vào. Đấy, chúng ta có thể thành lập một cái nhóm
hội những người đi nghiên cứu thực địa chẳng hạn, thì anh em đều biết nhau cả thì mới mời vào nhóm. Còn những ông nhỡ mà vào lung tung thì ngay lập tức sẽ bị nhóm mời ra ngay. Đấy, thì muốn chia sẻ thêm cái đó. Anh Hà, tôi là Sản đây. Vâng, rất là cảm ơn các anh đã có một cái bài trình bày, ba bài trình bày và các cái bổ sung rất là chi tiết và rất là tổng quan. Thế thì tôi có một cái ý kiến, một cái câu hỏi như này. Thứ nhất đấy, thì về ý kiến thì tôi thấy rằng là cái trong cái nghiên cứu này thì mới tập trung chủ yếu vào cái gọi là vấn đề buôn bán. Cái vấn đề buôn bán tập trung nhiều hơn, cái săn bắt với tiêu thụ thì tất nhiên các anh có nêu cái khó khăn là trong cái việc thu nhận các cái thông tin cũng như chưa tìm kiếm được cái kênh cụ thể được lấy được cái số liệu cập nhật từ Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan hữu quan có liên quan. Rồi vấn đề tiêu thụ ấy thì là cũng mới là nghiên cứu ở ba cái tỉnh. Vấn đề là tôi muốn có một cái góp ý, tức là vậy thì trong tương lai thì là vẫn giải quyết cái vấn đề và cái số liệu nó mà mình giả soát nó chưa được nhiều về săn bắt với tiêu thụ thì liệu mình có tiếp tục để hoàn thiện hay không? Đấy là cái như vậy. Và đặc biệt đi thì trong này thì là hổ là một vấn đề rất là nóng. Vậy thì cái số liệu về hổ thì vẫn còn ít, vậy thì có phải do tính chất cái nghiên cứu hay là do cái gì mà mình vẫn chưa tập trung vào cái hổ là một trong những cái đối tượng mà Việt Nam rất ưa chuộng, rồi Trung Quốc và các cái nước lân cận người ta cũng rất quan tâm đến cái vấn đề hổ. Đấy là cái góp ý như vậy. Đấy, một cái câu hỏi đặt ra đây tôi muốn biết là tất nhiên cái nghiên cứu này có mục tiêu rồi có kết quả cuối cùng. Thế nhưng mà vấn đề tôi muốn biết là vậy dựa trên cái nghiên cứu này nó sẽ đóng góp gì rồi, hoặc là có dự kiến gì để ví dụ như là để cải thiện các cái chính sách hiện hành hoặc là thể chế, hoặc là vấn đề đưa ra một cái công cụ trong cái tương lai để nghiên cứu tương tự như thế này. Bởi vì này, nghiên cứu động thực vật hoang dã thì rất nhiều tổ chức cơ quan, đặc biệt các cái tổ chức phi chính phủ làm rất là nhiều. Vậy thì liệu cái sản phẩm sau khi hoàn thiện cái này thì cái sản phẩm cuối cùng mà các tác giả cũng như các nhà tài trợ dự kiến là làm gì? Sẽ đóng góp và nâng cao năng lực hay cái kỹ năng về thu thập thông tin để cập nhật cái thông tin về buôn bán, săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã? Nếu mà có được cái sản phẩm đó một cách rõ ràng ấy, thì đóng góp nó sẽ mang cái tính chất rất là tốt cho Việt Nam trong cái việc đưa ra các chính sách và thể chế. Thì nếu mà không, cái báo cáo của nghiên cứu nó chỉ là nghiên cứu để chia sẻ giữa các nhà nghiên cứu với nhau, với các cái những người quan tâm và các tổ chức với nhau. Nhưng vấn đề cuối cùng là không biết là trung tâm hoặc các nhà nghiên cứu này hoặc là nhà tài trợ dự kiến sản phẩm cuối cùng nó sẽ là cái gì. Đấy, sửa đổi một cái điều luật nào đó, hoặc là đưa ra một cái thông tư, hoặc là đóng góp cho một cái nghị định nào đó, thì là chúng tôi muốn biết là cái sản phẩm cuối cùng. Vâng, rất là cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Sản. Cảm ơn anh Sản đã có cái chia sẻ, vừa là có một số cái chia sẻ được cái trao đổi. Em xin trao đổi nhanh lại thôi. Thứ nhất là về cái nội dung điều tra ấy, thì trong này nhóm cũng tập trung chính vào cái việc là hoạt động buôn bán, tại vì hiện buôn bán nó thể hiện được tương đối rõ ràng trên cho qua cái việc trao đổi và trên thực địa. Còn cái hoạt động tiêu thụ thì nó sẽ cần thời gian hơn, và để mà đưa ra được cái đánh giá một cách đầy đủ về tiêu thụ thì cái đối tượng điều tra và cách điều tra nó sẽ khác một chút. Nhưng mà nhóm sẽ hướng tới rằng là sẽ có những thông tin bổ sung liên quan đến việc là săn bắn và tiêu thụ ra sao. Thì cũng có, nhưng hiện giờ ở trong phần này thì nhóm chưa nêu bật ra được, cũng chưa chia sẻ ở đây, tại vì trong một buổi mà mình chia sẻ quá nhiều nội dung thì cũng khó mà có thể truyền tải hết được. Thì chúng tôi muốn tách ra thành các chủ đề. Và một cái nữa là liên quan đến phần là giả soát này thì sẽ làm được cái gì, sẽ dùng để làm gì, thì cũng chia sẻ với anh Sản của các vị đại biểu. Thì đây là một phần chúng tôi thực hiện trong một phần mà của cái hoạt động của cái dự án VFD của WWF trong cái việc là điều tra và đưa ra cái định hướng về mặt xây dựng và hoàn thiện chính sách. Thế thì cái đây là cái nghiên cứu gọi là số liệu nền, nghiên cứu cơ bản đấy, baseline trong cái thời gian đầu để đưa giúp cho dự án, giúp cho các cái đối tác đưa nhìn có một cái nhìn nhận tổng thể
về cái hiện trạng. Từ đó thì tính sẽ tính đến việc là nếu vậy thì sẽ cần phải làm gì, thúc đẩy nghiên cứu để thúc đẩy theo hướng nào, thúc đẩy sửa đổi hoàn thiện chính sách thì theo cái hướng nào, và thúc đẩy cái việc thực thi thì thúc đẩy theo cái hướng nào, thì dựa trên những cái bất cập hay là những cái khoảng trống mà dự án sẽ và cái hoạt động nghiên cứu này sẽ nêu ra. Và chúng tôi chia sẻ thêm là một phần của cái hoạt động này là cái hoạt động rà soát cái hiện trạng về cái khung thể chế và cái việc thực hiện các cái quy định đó như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ không chia sẻ trong phần này, tại vì là cái phần đó là một cái phần tương đối là lớn và đã cần những cái trao đổi riêng. Nó chúng tôi cũng muốn tách biệt ra những cái phần liên quan thảo luận chính sách, ra khỏi cái thảo luận liên quan đến số liệu và cái cách điều tra trên thực địa, thì tôi chia sẻ thêm như vậy. Thì và cái mục tiêu cuối cùng đấy là đấy, như tôi chia sẻ là có được những cái chia sẻ về có được những cái nhận định chung về cái hiện trạng của việc săn bắn, buôn bán và tiêu thụ nó ra sao, và cái hiện trạng của cái việc cái khung thể chế của chúng ta như nào, chúng ta đã có đầy đủ chưa hay là rất đầy đủ rồi nhưng cái việc thực hiện nó ra sao, thì dựa trên đó thì các nhà hoạch định chính sách hay là các cơ quan quản lý người ta đưa ra những hành động cụ thể liên quan đến việc là nếu vậy trong thời gian tiến tới thì cần làm gì, thúc đẩy cái việc điều tra giám sát thì thúc đẩy theo cái cách nào để đạt được cái hiệu quả. Rất nhiều người làm giám sát như vậy thì liệu phối hợp với nhau để làm được cái hiệu quả hay không, ví dụ như thế chẳng hạn, hay là chúng ta ban hành rất nhiều cái quy định hay là cái khung chính sách như vậy thì làm thế nào để thực hiện, thúc đẩy được nó, thực hiện cho nó hiệu quả hơn, cái trách nhiệm giải trình hay là cái việc mà giám sát việc thực hiện ra sao. Thì tôi cũng chia sẻ thêm là cái mục tiêu và cũng như là cái mong muốn mà nhóm cũng đang hướng tới, và ngay cả bản thân dự án mà chúng tôi đang hỗ trợ cũng muốn tới, và tôi chia sẻ thêm như vậy. Để tiếp tục chương trình thì tôi xin mời anh Việt ạ. Anh Việt sẽ có cái chia sẻ của mình sau đó, có cái chia sẻ của mình và sau đó thì chúng ta anh Thông. Xin mời. Chào anh Hà, chào các anh. Bác anh thì rất thông cảm nhóm trong cái dịch bệnh Covid này mà nhà vẫn có những cái bài báo cáo nói chung là tương đối khá đầy đủ. Thì đối với tôi thì tôi chỉ góp ý một cái khía cạnh nhỏ trong cái việc mà cái số liệu mà nhóm điều tra có thể thu thập được. Hiện nay thì đối với cả loài động vật hoang dã thì để mà ngăn chặn rồi phát hiện bắt giữ thì nó rất nhiều cái lực lượng chức năng, mà chủ yếu ở đây là bao gồm có kiểm lâm, rồi cảnh sát môi trường, hải quan và một số lực lượng khác. Thì ở đây thì trong quá trình mà hoạt động cứu hộ thì tôi gặp được rất nhiều cái ngành như là kiểm lâm, mà là chủ yếu là cái chiêu kiểm lâm các tỉnh ở phía Nam. Thì ở đây họ chia sẻ, và cái chia sẻ này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của các nhóm nghiên cứu. Thứ nhất ở đây là họ nói rằng là cái lực lượng của họ là mỏng. Thứ hai là về kiến thức về hoang dã họ cũng rất là ít. Và cái điều thứ ba đó là cái kinh phí để mà họ duy trì những cái vấn đề mà họ nuôi, họ tạm giữ hay là họ làm cách nào đó thì họ gặp khó khăn. Thì ở đây họ sẽ gặp ảnh hưởng đó là họ không muốn bắt, hoặc họ sẽ là cái vấn đề họ sẽ thả nổi. Thì từ đó tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng kết quả của các bạn khảo sát ở đây, nhất là những cái chi cục ở phía Nam. Cái điều này á, thì tôi mong muốn rằng á, trong những cái báo cáo thì các bạn có thể là tư vấn hoặc là đưa một cái báo cáo để cho những cái cơ quan cao hơn để họ có chính sách để đưa xuống. Một số chi cục là không có kinh phí để mà cho cái việc mà tạm giữ đâu, để những loài hoang dã sống đang sống á, để mà chờ điều tra rồi chuyển giao, họ không có kinh phí và họ không có cán bộ để mà thực hiện cái việc tạm giữ để mà nuôi con đó, thì họ cảm thấy đó là một cái gánh nặng. Và gánh nặng thì chắc chắn rằng là về cái hiệu quả cứu rồi xử lý thì nó cũng thú đồng chết, và họ không muốn làm cái chuyện đó nữa bởi vì nó bị rắc rối quá, khó khăn quá, và từ đó họ sẽ không thực hiện. Thì cái kết quả này có thể là không chính xác, nó ảnh hưởng. Tôi có ý kiến như thế. Vâng, cảm ơn anh Việt. Cũng chia sẻ một phần khác nữa của cái vấn đề buôn bán động vật hoang dã là cái gánh nặng trong cái việc là cứu hộ, rồi là việc chăm sóc và cứu hộ và chăm sóc xong thì sẽ làm gì sau đó. Thì đây cũng là một cái gánh nặng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề cũng là cái vấn đề mà chúng tôi có trong nghiên cứu có đưa ra những cái đề xuất liên quan đến việc là ngay cả cái việc tiếp nhận xử lý sau kia sau thực thi và cứu hộ nó ra sao. Thì đây là cái bài một cái vấn đề mà chúng ta cũng biết rằng là bài toán khó mà đang là cái vướng mắc tại tỉnh Nghệ An liên quan đến việc mà
bắt giữ được bao nhiêu cá thể, mười mấy cá thể hổ mà bây giờ chỉ còn nó bị chết, sau đó thì những cái cá thể còn lại thì ngay cả cái việc là ai sẽ trả tiền cho cái việc chăm sóc đó, rồi là cái sau khi chăm sóc đó thì ai sẽ là người tiếp nhận, nơi nào sẽ là nơi tiếp nhận. Và cái này cũng đúng là một cái vấn đề khó khăn làm cho các cái tổ chức thiên gia nơi tiếp nhận cũng làm cũng cảm thấy nhụt, cũng cảm thấy khó khăn hơn nhiều, bởi vì là kinh phí thì khó mà sau cái quy trình sau đó cũng là phức tạp, vậy thì ngay cả cái nỗ lực của họ họ cũng cảm thấy rất là mệt mỏi trong cái việc là đã cứu hộ rất là mệt mỏi rồi, sau đó cứu hộ xong cứ cứu hộ mãi mãi à. Thì đây là một cái rất là khó, thì chúng tôi sẽ có phần chia sẻ thêm trong cái báo cáo của mình liên quan đến cái khuyến nghị liên quan đến vấn đề này. Không, ý của tôi nói là vấn đề các anh kiểm lâm của các kiểm lâm các tỉnh ấy, họ thấy khó quá họ không làm nữa thì ảnh hưởng cái con số của các bạn nghiên cứu ấy. Tại vì các bạn bây giờ làm 5 vụ 10 vụ nhưng thực ra là có rất nhiều hơn và họ không muốn làm cho nên ảnh hưởng đến số lượng. Tôi cái này thì khó nhỉ, không thể có thể hiểu, có thể nhìn cái góc độ đó nhưng không thể nói thẳng ra như thế được, bởi vì là đấy là cũng sao dẫu sao nó cũng là suy đoán, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng không phải là không phải hiếm nơi có thấy rằng là vì làm vào thì nó mệt quá, tốt nhất là thôi lơ cho nó đi qua đi, nhưng mà đấy cũng vẫn là một cái nhận định thôi chứ cũng chưa hẳn là tôi cũng chưa khi trao đổi với anh em thì cũng các kỳ hạt kiểm lâm hay các chi cục kiểm lâm cũng chưa thấy ai nói rằng là bọn tôi lờ cho họ đi qua đấy, tôi chưa nghe đến việc đó, thì có thể đấy cũng là một cái yếu tố, nhưng mà chúng tôi thì cũng không đưa ra kết luận như vậy, cũng ghi nhận cái trao đổi đó, nhưng mà xin phép là chúng tôi cũng không có bình luận với việc này, tại vì thực tế quả thực khi trao đổi chúng tôi cũng chưa thấy anh em nào trả lời rằng là mệt quá nên chúng tôi lơ cho nó đi, chúng tôi khẳng định là chúng chưa có anh em nào trả lời như vậy, nhưng mà cũng có thể là có người có suy nghĩ như vậy, tôi chia sẻ. Xin mời anh Thông ạ. Vâng ạ. Em xin phép sẽ được. Có nghe được không? Được ạ. Anh Hà ơi, có nghe được không ạ? Mọi người nghe được không ạ? Nghe rõ Thông ạ. À vâng. Xin cảm ơn ạ. Đầu tiên là cảm ơn CCD đã tổ chức cái hội thảo rất là ý nghĩa này, bởi vì là bọn em cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề gọi là buôn bán động vật hoang dã trong cái thời điểm mà Covid diễn ra như thế này. Thì nó sẽ như thế nào, thì đúng là như cái bài trình bày đầu tiên của anh Trung thì tôi thấy là phần lớn các loài cái buôn bán các loài ấy thì là đều giảm trong cái năm 2019, khi mà trong giữa cái khoảng thời gian 2019-2020 gần đây thì nó tăng trở lại, thì một số loài trong nước thì có thể là vẫn tăng, nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó vẫn là có một tí gọi là bias một tí, có thể là trong cái thời điểm mà do Covid diễn ra thì có thể công an người ta cũng không phát hiện những cái vụ buôn bán, mà cũng có thể là do gọi là các cái nhà buôn ấy thì nó giữ nó găm hàng ở trong nhà, nó chưa bung ra nên chưa bắt được, có thể là trong thời gian mà 2021 trở đi thì nó sẽ mở rộng hơn cái việc gọi là thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy. Thì nó sẽ bắt đầu là có những cái sự việc mà nó sẽ nhiều hơn, sẽ tăng nhiều hơn, sự vụ liên quan đến buôn bán động vật hoang dã thì nó sẽ tăng hơn nhiều hơn. Một cái quan điểm của tôi trong cái việc này đó là cái liên quan đến cái việc chính sách thì chúng ta có thể nhìn nhận cái sự việc ở đây trong cái thời điểm Covid, khi mà trước đây tôi đi phỏng vấn ý, khảo sát thì tôi thấy là nhiều người dân nói là do cái Covid dẫn đến là đóng cửa khẩu nên các nhà buôn người ta không vận chuyển đi sang Trung Quốc được, thì tôi thấy là cái vai trò của cái cửa khẩu mà liên quan cái vấn đề buôn bán động vật hoang dã đây là khá là cao, rất là cao. Chúng ta xử lý được cái vấn đề mà buôn bán động vật hoang dã qua cửa khẩu mà cái cơ quan hải quan có thể xử lý được cái việc này, thì tôi nghĩ là cái việc mà giảm thiểu được cái buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam là sẽ suy giảm rất là lớn. Thứ hai nữa là cái việc mà tôi cái nghiên cứu của anh Hoàng ấy, thì tôi thấy là rất là surprise, là gọi là rất là ngạc nhiên, là tôi không thấy nhiều cái gọi là buôn bán rùa được chỉ ra trong cái nghiên cứu của anh Hoàng. Thường ấy thì tôi hay đi nghiên cứu về rùa, tôi thấy là cái việc mà tìm được những cái nhà buôn hoặc là những người mà giữ rùa trong nhà rất là dễ, không khó, mà họ cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề gọi là có bị phạt hay không bị phạt. Thì cái việc mà tìm thấy rùa trong nhà dân cũng dễ thôi, dẫn đến là những cái kết luận ban đầu của anh Trung đưa ra ấy là cái buôn bán rùa ở Việt Nam đang diễn ra rất là nhiều, phổ biến và nhiều với số lượng lớn.
Bởi vì là người ta không quan tâm con rùa có thể bán được dễ dàng, mặc dù gần đây thì mới được bảo vệ được nhiều hơn, nhưng mà trước đấy thì người ta không quan tâm. Và bây giờ cái vấn đề về một cái nữa, đó là trong cái nghiên cứu của anh Hoàng thì chắc là trước đây mình không có đề cập đến là vấn đề hiểu biết của người dân về vấn đề các cái luật, nghị định về buôn bán động vật hoang dã như thế nào. Thì không biết là lúc đấy chắc có thể là tôi không để ý cái đấy, thì có thể là anh Hoàng chỉ ra được cái đấy thì tốt. Và thứ hai nữa là cái xu hướng buôn bán của chỗ cái bài trình bày của anh Hoàng đưa ra là tôi đồng ý vấn đề là đó là cái việc dịch chuyển động vật hoang dã từ phía Tây sang phía Đông, rồi từ Bắc từ Nam lên Bắc, thì xu hướng chung tôi nghĩ là nó vẫn là phục vụ cái nhu cầu chung của thị trường Trung Quốc là chính. Một cái đề xuất đưa ra trong cái này thì là trong cái nghiên cứu này nên đưa ra được cái danh sách nghiên cứu này hoặc là những nghiên cứu sau này có thể đưa ra được những danh sách những nhà buôn đấy, trong ví dụ như trong phạm vi các vườn quốc gia khu bảo tồn thì đưa ra cái danh sách của những cái nhà buôn này, rồi các cái những người mà gọi là thợ săn ấy, thì không khó cái việc này mà đưa ra, việc này mà đi hỏi người dân chung quanh hoặc đi phỏng vấn người dân thì có thể biết được ông nào vẫn đang đi buôn, ông nào vẫn đang đi săn bắt động vật hoang dã là không khó. Cái phỏng vấn này sẽ chỉ, các cái phỏng vấn có thể chỉ ra được dễ dàng. Sau đó thì yêu cầu họ ký cam kết hoặc là có thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, thì cái này nó là cái phần mà tôi đóng góp vào ý kiến gọi là đưa ra đề xuất ấy. Các bước tiếp theo để có thể là xử lý được cái vấn đề này. Các cái nghiên cứu của Linh về cái buôn bán qua mạng thì tôi thấy là đúng là trước đây thì chủ yếu là theo con đường truyền thống, vận chuyển truyền thống, các cái nhà buôn tự biết nhau rồi chủ yếu là vận chuyển để đưa ra cái thị trường nước ngoài, hoặc là đã biết các cái contact sẵn của các cái nhà hàng ở địa phương để có thể là bán cho họ được. Nhưng mà bây giờ là cái xu hướng buôn bán trên mạng thì người ta đã nổi lên từ năm 2010 hay 2012, xu hướng đấy nhiều. Nhưng mà trong những năm gần đây thì do là cái chế độ mà gọi là kiểm soát của Facebook ấy, người ta ngăn chặn những cái hoạt động buôn bán này đang diễn ra rất là mạnh, thì các cái tổ chức, các cái nhóm ấy đang bị shut down rất là nhiều. Cái này thì phải cảm ơn rất là nhiều cái bên chỗ ENV với lại các cái tổ chức khác đã làm việc trực tiếp với Facebook Việt Nam để xử lý những cái vụ việc này. Tuy nhiên thì một số những người concern là người ta quan tâm đến vấn đề đó là nếu như bây giờ mà không buôn bán công khai như thế, mình không xử lý được công khai như thế thì người ta đi vào buôn bán ngầm còn khó kiểm soát hơn. Đấy, thì cái này cũng cần phải xem xét trong cái việc này. Ngoài ra thì một cái nữa chúng ta cần quan tâm đó là cái việc buôn bán Zalo, cái Facebook luôn luôn người ta đi kèm với việc đưa ra cái số điện thoại của Zalo, sau đó là cái số điện thoại đấy thường xuyên gọi là trao đổi buôn bán với những người mà có mục đích mua, mục đích sử dụng đấy, là các nhà buôn. Thì cái cách này là cách tiếp cận thị trường trong nước đấy, thì nó cũng diễn ra khá là mạnh. Chủ yếu bây giờ là người ta mua về để ăn thịt thì ít thôi, chủ yếu bây giờ là xu hướng người ta mua về để làm cảnh thôi. Xu hướng bây giờ là các bạn trẻ đang sử dụng động vật hoang dã vào làm cảnh, nhiều người bỏ ra mấy trăm triệu để mua mấy cái con động vật ở nước ngoài về cho nó sành điệu, là để thay thế các loài ví dụ như là các loài thông thường như là chó mèo, thì đang là một cái fashion, gọi là một cái thời trang mới, thì cũng chúng ta phải cần quan tâm đến vấn đề này. Vì đấy là cái việc kiểm soát, trước đây chúng ta đã kiểm soát được cái Facebook về vấn đề buôn bán động vật hoang dã, tuy nhiên bây giờ thì họ đang chuyển xu hướng sang sử dụng Zalo, thì chúng ta cũng cần phải làm việc tiếp tục với Zalo để có thể là chắc là kiểm soát các cái tin nhắn thì khó, nhưng mà có cái cách nào để có thể là xử lý được những cái việc buôn bán động vật hoang dã qua Zalo cũng là một cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Tôi xin hết ạ, xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Thông, có rất nhiều cái chia sẻ hay, bao gồm những cái việc cái hoạt động cái cập nhật thêm về cái tình hình buôn bán và cái tình hình săn bắt ở trên trong thực tế ở trên mạng, thì tôi nghĩ rằng là nhóm sẽ bổ sung hoặc là cố gắng tìm hiểu thêm có thêm được những thông tin này, để và ngay cả trong cái việc phân tích báo cáo cũng làm thế nào để nổi cho nó rõ ra được các cái nội dung này. Cảm ơn anh Thông đã có cái chia sẻ rất là hữu ích và trực tiếp như vậy. Tôi cũng có thêm cái chia phản hồi lại một chút liên quan một số góp ý của một số đại biểu liên quan đến việc sử dụng các một số công cụ để giúp cho cái việc rà soát trên mạng.
như là social listening, cái một số cái công cụ mà chúng tôi ngày xưa bản thân ngày trước tôi làm trong một cái dự án, họ cũng đã đưa ra cái phương án là có thể tạo ra một cái công cụ nào giúp cho cái việc rà soát này nó nhanh và nó hệ thống hơn không. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái sử dụng các công cụ đấy như vậy là rất tốt, và đặc biệt là nó sẽ dành, nó có giúp chúng ta không phải ngồi rà soát một cách là rất là thủ công. Thủ công nó vừa mất thời gian, nhưng mà nó có cái một cái số cái dở đấy là hạn chế. Đấy là một là rất nhiều công cụ là họ cũng đòi hỏi rằng là sử dụng thì phải trả tiền. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là một số công cụ nó cũng không thể tương tác được trên cái mạng mà liên quan đến, nó có giới hạn nhất định về ngôn ngữ. Đấy. Đa số các công cụ tốt vận hành được thì đều của nước ngoài, nhưng mà nếu mà tương tác ở trong môi trường mà sử dụng Facebook và sử dụng mà cái trang mạng mà sử dụng hoàn toàn tiếng Việt thì các cái công dụng cụ đó nó sẽ hạn chế rất nhiều với việc rà soát. Hai nữa là trong trường hợp mà ngay cả rà soát vậy thì cái sở thoát thủ công tất nhiên là mất thời gian rồi, nhưng nó có cái hay là tất cả những cái comment hay là tất cả những cái thông tin họ post mà có lỗi thì mình vẫn làm được. Mình người Việt nên mình đọc cả tiếng Việt không có dấu, mình đọc được những công cụ. Ví dụ như thế họ cũng sẽ tắt ở cái chỗ đó. Đấy. Hay là họ viết sai, hay là viết lái đi theo cái cách như chúng tôi chia sẻ thì bây giờ là bảo tồn chứ không, chứ không phải trao đổi trên các nhóm kín, như là tớ muốn bảo tồn bạn này, tớ muốn giúp bạn kia, chứ không phải là buôn bán. Thì công cụ nó cũng sẽ hạn chế ở cái mức độ đó, thì cũng chia sẻ, nhưng mà chúng tôi cũng đã tính những cái việc đó. Và đúng là một là nó cũng có giới hạn liên quan đến việc là kinh phí, tại vì là một số công cụ họ cũng yêu cầu là phải trả phí. Hai nữa là nó cũng có cái giới hạn nhất định liên quan đến cái việc là khi rà soát vào nhóm kín như vậy thì cái công cụ nó không thể tương tác được. Hai nữa là nhờ gặp ngôn ngữ, rào cản về ngôn ngữ thì công cụ nó cũng có những cái hạn chế nhất định, thì chúng tôi chia sẻ thêm như thế. Nhưng mà đây cũng là một cái rất hay và nó giúp ích rất nhiều cho cái việc rà soát. Tại vì bao giờ thế mà cái công cụ nó giúp cho nó đã thành một cái công cụ chuẩn và nó đã chuẩn hóa rồi thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm rất nhiều. Không thay bằng cái việc là cứ ngồi đọc từng trang một mất thời gian, thì tôi chia sẻ thêm như vậy. Và tiếp theo thì tôi xin mời anh Lưu Quang Vinh ạ, phó giáo sư Lưu Quang Vinh chia sẻ. Vâng ạ, cảm ơn anh Hà và các anh chị đã có bài trình bày, cái bài chia sẻ về buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam. Thế thì ở đây tôi xin phép có mấy cái ý kiến như này. Trước hết là các cái thông tin trong cái bài chia sẻ thì rất là thú vị. Đấy, có rất nhiều các cái thông tin mới, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà COVID. Thì tôi nhận thấy là ở đây các cái thông tin hay nhất ấy, là sẽ thấy là các cái hoạt động buôn bán, mà đặc biệt là các cái nguồn mà vận chuyển từ bên ngoài vào thì thấy giảm rất là mạnh. Đặc biệt là khi mà có kiểm soát, khi mà đóng cửa các cái đường biên giới thì các cái hoạt động vận chuyển buôn bán động vật hoang dã qua các cái cửa khẩu là giảm rất là mạnh. Và từ đó mới nhìn thấy rằng là các cái hoạt động mà buôn bán, cái hoạt động mà sử dụng buôn bán vận chuyển động vật hoang dã ở trong nước thì lại thấy cái số lượng nó lại tăng lên, và đặc biệt là phát hiện ra các cái loài mà khác biệt so với trước đây mà đã nhìn chúng ta đã có trong các cái báo cáo. Thì đấy là các cái thông tin mà tôi thấy rất hay. Từ các cái khai thác các cái thông tin ở trên các cái trang mạng thì cũng thấy rất là hữu ích. Bây giờ người ta cũng sử dụng, ngoài cái việc là động vật hoang dã, ngoài cái việc ăn chữa bệnh như mà thông thường chúng ta vẫn thấy, thì bây giờ chúng ta thấy là cái xu hướng nổi lên đó là nuôi các cái động vật thú cưng ở trong nhà đấy. Đấy, các cái động vật ở trong nhà rồi quay các cái clip ở trên mạng để kiếm tiền từ cái hoạt động đó, thì có rất nhiều người sử dụng các cái công cụ đó là động vật hoang dã. Thế thì người ta có thể sẵn sàng mua các cái loại động vật hoang dã về để người ta quay ở các cái khu vực khác nhau, hoặc là đi vào trong rừng để tìm hiểu để tìm các cái loài động vật hoang dã để quay các cái clip như thế để có được các cái hoạt động từ người xem. Thế thì đấy là cũng là một cái rất là khác biệt ở trong cái phát hiện này. Thế thì ở đây tôi quan tâm đến mấy cái vấn đề. Cái thứ nhất là thực sự là liên quan đến cái nhóm này, cũng như nhóm đã trình bày cái nhóm động vật hoang dã, thì cái phương pháp mà thu thập cũng rất là khó khăn. Đấy, đặc biệt lại trong cái bối cảnh này, thì bối cảnh về COVID nên là nó rất nhạy cảm nữa, cái nhóm động vật rất là nhạy cảm, thì cũng rất là muốn là có thể là bên nhóm sẽ trình bày chi tiết hơn về các cái kỹ thuật điều tra, đặc biệt là ngoài cái việc mà thu thập các cái thông tin mà ở các cái đơn vị, ví dụ như là cơ quan khoa học rồi kiểm lâm rồi
hải quan rồi công an các thứ thì mình có thể kế thừa được, nhưng các cái kỹ thuật mà thu thập ở bên ngoài, thậm chí là các cái nhà hàng rồi những người buôn bán thì chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật như thế nào để thu thập, thì cái này cũng là một cái thông tin rất là hữu ích và muốn chia sẻ. Tại vì tôi chắc là tôi cũng không được đọc cái báo cáo chi tiết, chưa được đọc, nên là tôi cũng muốn là có thể là chia sẻ thêm. Thứ hai là cái khi mà chúng ta định loại ấy, định loại các cái sản phẩm ấy, thì bây giờ đặc biệt là trong các cái cửa hiệu buôn bán rồi các cái tiệm thuốc như thế, thì các cái sản phẩm như thế chúng ta xác định như thế nào, nó là đúng là cái sản phẩm từ động vật hoang dã hay không. Đấy, thì cách thức mà chúng ta xác định thì cũng rất là muốn là chia sẻ cái thông tin này. Ngoài ra các cái đối tượng mà chúng ta nghiên cứu ấy, thì các cái loài động vật hoang dã thì có nguồn gốc từ từ Việt Nam hay là có thể là săn bắt từ các cái khu vực khác và vận chuyển đến Việt Nam, thì chúng ta cũng có thể là trong cái kết quả thì có thể xác định xem là nguồn gốc từ đâu, thì rất là hữu ích cho các cái thông tin khi mà chúng ta đưa ra các cái giải pháp quản lý. Một cái nữa là trong các cái báo cáo liên quan các cái điểm khảo sát ấy, ba các cái điểm khảo sát, thì tôi cũng rất muốn là có thể là làm rõ được các cái vụ này thì các cái loài này thì xảy ra ở các cái tỉnh nào, số lượng bao nhiêu, và đặc biệt là các cái loài mà đặc trưng của các cái tỉnh đấy mà đang bị đe dọa. Và một cái rất là quan trọng, tôi cũng muốn được thêm các cái thông tin, đó là các cái giải pháp từ các cái mối đe dọa các cái loài này đấy. Thế thì các cái giải pháp mà chúng ta sẽ đề xuất cho cơ quan quản lý, cơ quan kiểm lâm, rồi cơ quan các cái cơ quan khoa học, để chúng ta có những cái cách chúng ta tiếp cận các cái thông tin, chúng ta xử lý thông tin và đưa ra quyết định cho cái giải pháp bảo tồn trong cái bối cảnh mà hiện nay, trong bối cảnh COVID hiện nay. Vì tôi thực sự là tôi cũng rất là chia sẻ về cái nghiên cứu này, và tôi cũng nhìn nhận thấy như này, riêng đối với các cái loài thực vật ấy, cây gỗ rồi ở trong các cái khu bảo tồn, các cái vườn quốc gia, thì các anh quản lý rất chặt, thậm chí đánh số và ghi tọa độ đến từng cây. Nhưng mà các cái loài động vật thì thực sự chúng ta vẫn còn ít quan tâm đấy. Thậm chí là có, thực ra con rắn và con rùa là đã là vi phạm rồi, bắt một con rắn hổ mang chúa, một con rùa đã là vi phạm rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn ít quan tâm, vẫn ít để ý, nên là cũng rất là kính mong các cái cơ quan quản lý, các anh kiểm lâm ở các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn, thì chúng ta cũng tăng cường cái hoạt động này, thì sẽ giúp phần, góp phần cho cái công tác quản lý về sau này. Rất là cảm ơn trung tâm đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích mà cho cái buổi ngày hôm nay. Vâng, tôi xin hết ý kiến. Cảm ơn Phó giáo sư Lưu Quang Vinh đã có cái chia sẻ rất tâm huyết, và bản thân anh Vinh cũng là một người làm về nghiên cứu về đa dạng sinh học, về nghiên cứu về các loài động thực vật hoang dã cũng lâu năm, và cũng hiểu và cũng thông cảm với nhóm rất nhiều trong vấn đề này. Rõ ràng trong bối cảnh dịch dã hay là cái trình độ dân trí nâng cao, rồi là cái hiệu quả truyền thông của chúng ta rất tốt, là người ta ai biết thì cũng mà thấy thay đổi được hành vi, đã thay đổi, đã từ bỏ rồi. Còn những ai tiếp tục thì người ta đã có sự chuẩn bị rất tốt trong cái việc là đối phó với những người làm thực thi pháp luật, ngay cả đối phó với những người đi làm nghiên cứu như này, đến hỏi ngay, biết ngay, và các chú đi nghiên cứu gì, và các chú, có mấy chú lần trước cũng vào đây hỏi như thế này, họ cũng nói ngay. Thế thì lúc đấy cũng phải, trong trường hợp đấy thì nhóm sẽ phải có cái cách trao đổi thế nào phù hợp đấy, trao đổi và để cho họ tự tin, họ cũng thấy rằng là họ sẵn lòng chia sẻ trong cái khả năng của họ có thể, hay là trong cái sự sẵn sàng của họ để chia sẻ những cái thông tin mà họ muốn. Thì bản thân cũng phải chia sẻ thật rằng là chúng tôi là trong cái nhóm đi nghiên điều tra thực địa, thì cũng là những người mà có cái thời gian nghiên cứu và thời gian điều tra thực địa tương đối nhiều. Vì vậy là chúng tôi đã lựa chọn những người như vậy để làm công tác để đi điều tra trên thực địa. Tại vì rõ ràng ra hỏi con này là con gì thì hỏi là chắc chắn mình phải biết là con gì rồi, mình hỏi là mang tính kiểm chứng thôi. Hay là người ta nói mô tả một con nọ nhưng mình biết ngay là họ đang nói về một con kia chẳng hạn. Thế thì cái đó là cái kỹ năng của người điều tra, hiểu biết về vấn đề đó này, ai hiểu biết về loài đó này, và có sự hiểu biết nhất định về cái mạng người buôn bán, thì bản thân nhóm đã có sự chuẩn bị như vậy. Hay là khi đi điều tra thì mỗi một cái, như tôi chia sẻ ban đầu, mỗi điều tra nó đều có một bộ tiêu chí hay là một những cái phương pháp mà chúng tôi đã đồng thuận với nhau và đã đồng ý với nhau là các mọi người đi điều tra thì đều sử dụng chuẩn và tuân thủ theo cái quy trình và cái phương pháp như vậy. Thì cái này thì cũng xin phép là sẽ chia sẻ trong cái báo cáo đầy đủ
Tại vì rõ ràng trong cái bài trình bày thì chúng tôi không thể nào tập trung quá nhiều vào cái phương pháp được. Thế thì cũng muốn chia sẻ thêm như vậy. Nhưng trong cái báo cáo đầy đủ chúng tôi sẽ chia sẻ rõ rằng là cái phương pháp điều tra, cái đối tượng điều tra là cái đối tượng nào chúng tôi chọn, tại sao đối tượng đó, thì nó sẽ thể hiện được cái tốt nhất là cái kết quả mà mình đang mong muốn có. Hai nữa là cái cách điều tra. Đấy, điều tra như anh Hoàng chia sẻ là câu hỏi và mở là mở như nào. Tại vì mở đấy là chúng ta không thể nào cầm cái phiếu đến rằng là tuần trước bắt được mấy con, bán được mấy con, tuần này bắt được mấy con, mà điều tra mở và điều tra bán cấu trúc ở đây là nói một cách và trao đổi một cách linh hoạt theo một cái khung thông tin mà mình muốn có. Thế thì có thể trao đổi câu 5 thành câu 1, câu 1 thành câu 3. Thế thì câu chuyện nó sẽ rất linh hoạt ở trong đó. Thì cái bán cấu trúc mà chúng tôi linh hoạt ở cái chỗ đó, thì cái điều tra bí mật thì là cái điều tra mà chúng tôi đang nói. Chúng tôi đã chia sẻ đấy là kỹ năng của người nghiên cứu, kỹ năng của người thực địa, biết rằng là nói chuyện thế nào để có được cái thông tin. Và vào vai như thế nào thì cũng phải chia sẻ. Ngay cả giả soát trên mạng xã hội cũng vậy, chúng tôi sẽ đưa ra những, chúng tôi trong cái báo cáo chúng tôi có mô tả là cái, những cái từ khóa là từ gì. Rồi chúng tôi bạn Linh chia sẻ rằng là từ khóa này sẽ dùng những từ khóa gì, tra thì tra như thế nào, rồi là loại những phương pháp là sàng lọc, ra ra một cái như vậy, nó ra một loạt các thông tin thì sàng lọc nó như thế nào. Sàng lọc xong rồi thì đi điều tra về cái việc là xác định xem nó có đúng như thế không. Họ bảo là con trồn như mình xem thì nó là con mèo thì sao. Thế thì cái việc xác định và kiểm chứng của cái cán bộ là rất quan trọng. Ngoài ra chúng tôi có cái hoạt động kiểm chứng, nữa là cái hoạt động kiểm chứng ở trên mạng xã hội, là chúng tôi không thể nhìn trên mạng xã hội một cách đơn thuần như vậy đâu, mà chúng tôi gọi điện trực tiếp đến quán, hoặc là chúng tôi biết cái địa chỉ đấy, chúng tôi đến tận nơi xem họ có bán thực sự như thế không, hay chúng tôi gọi điện đến trao đổi. Thế thành ra là cái việc trao đổi qua đổi lại nó cũng mất khá nhiều thời gian đấy, việc này đấy, gọi điện đến có đúng như thế không, mô tả lại. Thế cái việc kiểm chứng là rất quan trọng, vì không thể nào mình cứ dựa trên cái thông tin đấy mà tổng hợp cả vào đây được. Thì nó một là nó phản hành chưa đúng, hay là nó phải đi đến một cái đưa đến cái kết luận nó hoàn toàn không xác thực, thì nó cũng là cái không giúp ích được nhiều. Thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm như vậy. Và cái giải pháp thì đấy, báo cáo với các đại biểu, thì trong cái phần báo cáo thì chúng tôi có đưa giải pháp. Trong này thì đã tập trung chính vào cái việc nêu cái kết quả và chia sẻ cái kết quả và cái nhận định của nhóm, những cái thông tin thú vị mà nhóm cho rằng là muốn trao đổi và muốn chia sẻ rộng. Thế thì ở đây nó sẽ tập trung vào vấn đề đó. Còn những cái đề xuất cụ thể thì chúng tôi sẽ có đưa ra những cái nhóm đề xuất cụ thể cho từng vấn đề, về hoàn thiện chính sách ra sao, về tăng cường cái việc điều tra giám sát như thế nào, hay là cái công tác truyền thông như thế nào dựa trên cái kết quả nghiên cứu này, ngay cả cái việc rà soát từ các nghiên cứu khác đưa ra những cái, tôi cho rằng là rất nhiều cái nghiên cứu từ lâu rồi, nhưng có những cái đề xuất nó vẫn còn rất đúng, và vẫn còn đúng và còn rất đúng là khác và rất phù hợp trong bối cảnh này. Chúng tôi đưa lại lặp lại và nhắc lại là đấy, họ đã có đề xuất như vậy và nó vẫn phù hợp. Thế thì cũng muốn chia sẻ thêm với lại anh Vinh cùng với quý vị đại biểu thêm về cái nội dung đó. Vâng, cảm ơn anh ạ. Tôi nhắc lại một lần nữa là bài trình bày sau cái buổi này chúng tôi sẽ gửi cho tất cả các đại biểu giúp là để lại cái tin nhắn, cái trong cái hộp chat, cái email của mình là chúng tôi sẽ gửi đồng loạt luôn cho các quý vị đại biểu tham gia. Như vậy thì nó sẽ nhanh và đúng ạ. Tôi biết rằng có rất nhiều các tổ chức hay là những cá nhân chuyên gia trong này đã có hoạt động nghiên cứu về cái này nhiều rồi, thì các anh cũng có thể rất là mong canh là sẵn lòng là chia sẻ thêm cái kinh nghiệm của mình, hay là những thông tin mình có thì chúng tôi có thể có được cái thông tin bổ sung bổ trợ cho cái báo cáo, hay là ngay cả sửa cái báo cáo, hay là viết cái báo cáo của mình theo cái hướng mà có thể tham khảo được cho nhiều người nhất, cho nhiều đối tượng nhất. Cô
cũng có một cái thông tin ngoài, một cái thông tin mới bổ sung nữa thì chúng tôi muốn chia sẻ đây, nhưng mà tôi chưa có thời gian cập nhật trong báo cáo, đấy là khoảng 2 tuần trước đây và gần đây tôi có trao đổi nhiều với các cán bộ của các cái trưởng ban quản lý của một số khu bảo tồn hay là khu rừng đặc dụng, họ cũng chia sẻ một cái thông tin tương đối thú vị, và tôi cho rằng đây là cái vấn đề mà cũng cần giải quyết trong cái bối cảnh hậu Covid và trong thời gian Covid và hậu Covid. Đấy là cái việc mà rất nhiều người lao động, người ta ngày xưa người ta tập trung đi làm ở các khu công nghiệp hay là các thành phố lớn, mà bây giờ họ không có việc thì họ quay trở lại về quê ấy. Thì họ lại có cái hoạt động là đi vào rừng và tiếp tục cái hoạt động săn bắn, rồi là cái hoạt động khai thác, thì đấy là cái áp lực mới mà các cái khu gặp phải. Thì họ cũng chia sẻ rằng là đây cũng là một cái mà cũng cần nêu để có cái biện pháp quản lý, bởi vì là trước đây trong cái thời gian mà khoảng 3-5 năm trở lại đây thì cái áp lực ở rất nhiều nơi đã suy giảm, bởi vì là xung quanh các cái khu rừng hay là ở một số tỉnh các cái khu công nghiệp mọc lên và họ cũng có cơ hội về công việc, việc làm và thu nhập, nên thành ra họ cũng không đi vào rừng nữa, hoặc là họ đã bận bịu với việc đi làm ở các khu công nghiệp rồi. Thế thì và như vậy là họ cũng các khu bảo tồn được hưởng lợi từ cái việc này, đấy là tự nhiên là người dân có thu nhập, người dân có công việc, nên thành ra người ta cũng không vào rừng nữa. Thế rõ ràng đi vào rừng cũng không phải là công việc sung sướng mà cũng không phải là công việc dễ dàng gì. Thế thì nhưng mà bây giờ cái thất nghiệp mà và cái thiếu việc làm thì nó là một cái nguy cơ làm nóng lại cái hoạt động khai thác của buôn bán, khai thác lâm sản và có cả động vật hoang dã nữa, thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm và chúng tôi có những cái cập nhật nhất định trong cái báo cáo của mình, tại vì là chúng tôi cũng có trao đổi với một số cái ban quản lý, họ cũng có chia sẻ về vấn đề này và họ cũng nói rằng là nên nhấn mạnh cái việc này. Chúng tôi cũng có cập nhật thêm như vậy. Không biết từ một số tôi thấy là có đại diện thì Traffic hay là đại diện PNV là những tổ chức mà tôi biết rằng là vì là chúng tôi cũng biết rằng ai cũng biết rằng là nó có những cái nghiên cứu hay là có những cái thông tin giám sát tương đối dài hạn và đầy đủ về vấn đề buôn bán, thì không hiểu là các tổ chức này có chia sẻ thêm hay là có những cái thông tin cập nhật gì mà có thể sẵn lòng chia sẻ đây, thì các mời các đại diện sẵn là cứ chia sẻ giúp ạ. Anh Trung, xin mời Phó Giáo sư Cao Thiên Trung, ở đặc biệt là liên quan đến có rất nhiều thời gian nghiên cứu ở khu vực miền Trung và mấy các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đặc biệt rằng là vừa rồi thì chắc là Phó Giáo sư đã tham gia nhiều trong cái việc là tham vấn với lại chi cục kiểm lâm, như là cơ quan công an ở Nghệ An có tham vấn nhiều liên quan đến việc buôn bán hay là cái xử lý liên quan đến động vật hoang dã ở tỉnh. Không biết là Phó Giáo sư có cái anh Trung có cái chia sẻ gì, có thông tin gì hay chia sẻ hay là những kinh nghiệm gì hay chia sẻ ở đây mọi người cùng trao đổi không? Xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi thấy trong thời gian dịch và cái khó khăn như này mà các ông chí đã làm được rất là nhiều việc. Đây là cái mà tôi thấy cũng đánh giá rất là cao cái nỗ lực của nhóm cũng như là những cái hoạt động trong thời gian qua. Thì quan điểm của chúng tôi thì tôi thấy thực ra Trung tâm Môi trường và Phát triển Nông thôn Đại học Vinh thì chúng tôi cũng đã triển khai các hoạt động này, cũng kết hợp với tôi cũng rất là đồng ý với các cái đại biểu khác, là có nhiều tổ chức thì tôi thấy là một là chúng ta nên có một cái thống nhất ở cái đầu mối hoặc là một cái tổ chức nào đấy mà có thể đưa ra các cái dẫn liệu mà có thể sử dụng chung hoặc là một cái diễn đàn chung, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể hợp tác và sau này thì nó sẽ so sánh hoặc là nó sẽ làm cho cái bức tranh tổng thể của buôn bán động vật hoang dã nó như thế nào. Thứ hai nữa là chúng ta cũng trao đổi nhiều về cái phần đề về phương pháp luận nghiên cứu, thì tôi thấy đúng là như vậy thật. Tức là trăm hoa đua nở, và mỗi một cái mục tiêu, mỗi một cái dự án thì chúng ta có một cái mục tiêu riêng. Cho nên chính vì vậy cho nên là nếu như có thể được thì cái mảng này ở Việt Nam chúng ta có thể có được các cái đề xuất sau này sẽ được hỗ trợ, đặc biệt ở đây các cái liên quan đến tổ chức Hà Nội hoặc đại học lâm nghiệp có thể hỗ trợ thêm về cái mảng về đào tạo, cái nâng cao năng lực. Thì riêng của cái Đại học Vinh thì chúng tôi gần đây thì chúng tôi có một số các cái cách tiếp cận
mà liên quan đến cái về chúng tôi share trên màn hình mọi người có thấy không ạ? Thì đây tôi có các cái nghiên cứu về cái sử dụng liên quan đến cái tội phạm học dùng cái gọi là cái crime crypt analysis nhưng mà chúng tôi thấy cái thiên về cái nhóm tức là giải quyết tận gốc của cái gọi là base community base conservation thì nó liên quan đến cái việc tức là cái nguồn động vật đấy nó từ đâu ra. Thì khi mà làm về cái nguồn động vật đấy nó từ đâu ra thì như vậy là hoặc là nguồn từ buôn bán quốc tế nó đi qua các cửa khẩu. Thế thì khi mà khảo sát như vậy chúng tôi thấy rằng là hàng 20-30 năm nay chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng rất là nhiều phương pháp để mà ngăn chặn cái như là tháo dỡ bẫy hoặc là anti-poaching. Nhưng mà thực chất cái bản chất của cái việc đấy là người dân người ta vẫn vào người ta đặt bẫy thì cái nguồn từ đấy ra thì cái bức tranh đấy như thế nào thì trong một cái báo cáo của chúng tôi xuất bản năm nay trên cái MBO thì chúng tôi cũng đưa ra một cái bức tranh để phân tích về tội phạm học của nó thì có thể là một cái tài liệu tham khảo thì nghĩ cũng rất là hay cái chỗ này. Hay là các cái liên quan đến cái kiểm lâm viên cũng như là các cái quan điểm của trong cái bảo tồn rồi là các cái quan điểm về cái việc tức là đánh giá cái người giám hộ nó như thế nào trong cái phiên thì cái ấn phẩm của chúng tôi trên các cái tạp chí thì hiện nay chúng tôi cũng đã sử dụng và đặc biệt là có thể là trong cái mảng về nâng cao năng lực nghiên cứu chẳng hạn. Cái khu vực mà chúng tôi ví dụ như một cái hoạt động về cái community mapping thôi cho thấy là người dân thực ra là người ta đi tất cả các khu vực mà cái nguồn gốc từ cái nguồn của cái sản phẩm động vật rừng ra thì thực chất là nó từ các cái vườn quốc gia và từ rừng ra thế thì cái vùng săn bắn của họ nó gần như là nó bao trùm tất cả các cái khu vực mà chúng tôi chia sẻ với mọi người. Thì điều đấy cho thấy rằng là nếu như chúng ta có thể giải quyết được một cách tận gốc cái việc cái chuỗi buôn bán đúng không? Thay vì cái việc giảm cầu hay là các cái đấy thì là cũng là một cái phương án rất là hay. Đặc biệt ví dụ như ENV làm cái giảm cầu mật gấu hay là các cái, nhưng mà rõ ràng là nếu như mà chúng ta phân tích từ cái gốc của nó thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi và sau này khi mà các cái chính sách khuyến cáo chúng ta khuyến cáo cho các cái cơ quan thực thi pháp luật chức năng thì khi mà thực hiện đấy thì có thể tác động vào cái chuỗi nào thì nó sẽ có tác dụng hơn là những cái chuỗi khác. Thì đấy là cái mà tôi cũng mong là góp vào ý kiến vào cái hội thảo và tôi thấy rằng là cái nhóm CCD có thể nói trong thời gian vừa qua làm cũng rất tốt việc này. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Trung đã chia sẻ rất là nhiều cái thông tin hay và đặc biệt những cái bài báo và cái công trình nghiên cứu liên quan đến cái vấn đề này. Tôi nghĩ rằng là đấy, cái cách tiếp cận tổng thể hay là có đưa được cái nhìn tổng thể nó sẽ bao giờ nó sẽ hay hơn ngay cả cái việc mà phân tích cái việc săn bắt hay là quản lý cái việc đó bằng cái công cụ nào. Ngay cả chúng tôi cũng thấy rằng là một số cái vườn quốc gia họ đưa ra cái mục tiêu là bây giờ không chỉ nào mà cứ đi tuần tra quản lý ở trong rừng mãi được, nên thành ra là phải tổng thể vừa tuần tra nhiều trong rừng hơn và cũng thực hiện cái việc đưa ra lập những cái công cụ quản lý hay cái hồ sơ quản lý cái nhóm đối tượng hay là cái nhóm đối ở cái một cái nhóm người hay nhóm đối tượng hay là cái khu vực nào đó trong những cái bộ hồ sơ hay những cách công cụ phân tích thì nó sẽ đưa ra những cái giúp ích rất nhiều cho cái việc đó hơn là cái việc chúng ta cứ tuần nào cũng đi rừng, hai ngày đi rừng một lần, cứ đi như vậy nhưng mà thiếu những cái công cụ bổ trợ hay thiếu những cái phân tích đầy đủ thì nó cũng kém hiệu quả đi. Thì đấy là những cái rất hay, những cái bài báo hay là những cái công trình như đó họ cũng đã đúc kết lại được từ cái kinh nghiệm thực tế và cũng đưa ra những cái đề xuất. Thì đây là cái rất hay và cũng cảm ơn anh Trung. Là tôi sẽ xin gửi mail cho anh Trung xin cái danh sách những cái bài đó để chúng tôi đọc và tham khảo thêm. Tôi nghĩ là chắc là trên mạng cũng có thôi, nhưng mà để cho nó nhanh chắc là xin luôn anh Trung gửi là nhanh nhất ạ. Của chúng tôi làm việc với tội phạm học của cái đại học Michigan với đại học Maryland với lại là cái UNDP có triển khai cái tội phạm học trong cái buôn bán động vật hoang dã. Nhất trí. Xin mời các đại biểu khác ạ. Có ai có những cái nghiên cứu hay là có công cụ gì hay hoặc là những cái gì chia sẻ thêm để nhóm cất nhắc hay và bổ sung thì tốt quá. Chúng tôi cũng rất là mong ở trong đây thì như chúng tôi chia sẻ ban đầu, chúng tôi chia sẻ cái thông tin của mình và cũng cả cái khía cạnh là cầu thị để mọi người có thêm cái góc nhìn để sao để phân tích và viết cho nó hay và nó thấu đáo hơn và dựa trên đó thì cũng đưa ra những cái được những cái
cái đề xuất hợp lý, hay tổng hợp được các đề xuất hợp lý và phù hợp nhất để giải quyết được cái vấn đề này. Không phải là muốn nghiên cứu để làm cái gì của gì riêng cả, mà chúng tôi sẵn lòng cái việc chia sẻ, và cũng mong rằng là sau này có cái cơ hội cùng ngồi với mọi người một lần nữa khi mà có cái báo cáo đầy đủ, cùng chia sẻ cái đó. Xin mời chị Thủy, đại biểu nữ đầu tiên trong ngày hôm nay có đăng ký phát biểu. Đây cũng là thể hiện giới trong vấn đề nghiên cứu và vấn đề bày tỏ quan điểm. Mời chị Thủy ạ. Vâng, cảm ơn anh Hà. Có lẽ là em xin chia sẻ một số những cái nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế Singapore và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là có ai ở Trường Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tham gia hay không. Nhưng mà cũng để cập nhật chia sẻ những cái thông tin có thể một phần nào đó hữu ích cho cái báo cáo của anh. Cái giống như anh Hà nói thì mỗi cái tổ chức thì đều có những cái mục tiêu khác nhau trong cái nghiên cứu của mình, và cái nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế Singapore tiến hành và vừa mới kết thúc vào tháng 7 vừa rồi thì hướng tới một cái mục tiêu, có hai mục tiêu chính. Cái mục tiêu thứ nhất ý, đó là đánh giá tác động của COVID đối với tình trạng buôn bán động vật hoang dã và cơ cấu hoạt động của các cái trang trại nuôi động vật hoang dã tại Việt Nam. Và cái nghiên cứu này thì chọn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu để có cái thông tin. Thế trong cái nghiên cứu này thì với một cái mục đích là hiện nay thì bên Tổ chức Liên Hợp Quốc cũng như là khối CGI Center thì người ta cũng có rất là nhiều những cái nguồn tài trợ mới trong năm tiếp theo, và họ muốn định hình một chút về cái định hướng liên quan đến động vật hoang dã, liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Và cái nghiên cứu này thì tập trung về cái vấn đề dịch tễ và đánh giá cái tiềm năng cũng như là những cái khó khăn thách thức trong việc đảm bảo không có cái tình trạng rủi ro lây nhiễm cái bệnh dịch mà có thể dẫn đến COVID trong thời gian tới. Thì đấy là cái mục tiêu của nghiên cứu. Trong cái nghiên cứu này thì nhóm nghiên cứu có tiến hành khá là nhiều phương pháp nghiên cứu. Thứ nhất là bọn em có tiến hành ngoài cái chuyện là giám sát tài liệu thứ cấp, áp dụng một số những cái phương pháp mà nhóm nghiên cứu của CIFOR cũng làm với những nước khác. Ví dụ như là ở châu Phi hay là ở châu Mỹ Latin thì cũng có những cái nghiên cứu nó mang tính so sánh toàn cầu để làm sao cùng một cái phương pháp thì có thể có nhiều những cái case study ở các nước khác nhau, để chỉ ra liệu là đấy là cái xu thế chung của toàn cầu hay là nó khá là cụ thể ở một nước hay là ở một vùng mang tính specific. Thì ở trong này thì bên nhóm nghiên cứu cũng có làm một cái khảo sát online và gọi là tiến hành nghiên cứu sâu để có thể phỏng vấn với các bên hoạch định chính sách, tìm hiểu các cái góc nhìn của các cái cơ quan chính phủ và kiểm lâm của 53 tỉnh trên cả nước, để có thể tìm hiểu thêm cái góc nhìn của họ là sau khi COVID thì tác động đến như thế nào, chuỗi giá trị trong cái động vật hoang dã, nuôi trang trại ra sao, những cái cơ hội và những cái thách thức mà họ nhìn thấy trong việc áp dụng những cái chính sách hiện nay của Việt Nam cũng như thực thi về những cái chính sách của nước ngoài thì họ gặp phải những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu này cũng ghi nhận như vậy. Và hiện nay thì là cùng với cả bên của chỗ anh Thông, bên chỗ của Set the Gala Việt Nam ấy, thì nhóm nghiên cứu cũng có cái dự định là sẽ có một cái buổi seminar nhỏ để có thể cùng chia sẻ các cái kết quả nghiên cứu, và cũng rất là mong là trong cái buổi ngày hôm đó thì cũng sẽ có thể có cái cơ hội để mời các cái nhà nghiên cứu chia sẻ những cái bài học kinh nghiệm hay là những cái kết quả nghiên cứu để có thể cùng cập nhật và chia sẻ lẫn nhau. Thế thì em chỉ muốn điểm nhanh một chút cái kết quả nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu thấy là khá thú vị ở trong cái trường hợp nghiên cứu của nhóm CIFOR và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ nhất ấy là mặc dù rằng là trên thế giới thì hoặc là ở các cái quốc gia khác mà cùng tiến hành cái phương pháp nghiên cứu thì họ thấy rằng là từ khi có COVID thì cái số lượng trang trại của các hợp tác xã mới thành lập hay là mới mở ra ở nước ngoài thì có cái chiều hướng giảm mạnh, đặc biệt là sau khi có chính sách của Trung Quốc hạn chế lại cái việc mua bán động vật hoang dã, đóng cửa. Thì ở những nước châu Phi, những cái bể hấp của cái động vật hoang dã buôn bán rất là phổ biến như là TRC hay là những nước khác,
hay là ở châu Mỹ Latin như ở Brazil thì có cái chiều hướng giảm. Thì ở trong cái trường hợp nghiên cứu của Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương thì có trong cái mẫu nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mà C4 và Trường Nông Lông làm thì có khoảng 30% những cái hộ gia đình mà nhóm nghiên cứu phỏng vấn thì là mở rộng cái quy mô buôn bán động vật hoang dã từ sau khi có COVID. Và một cái điểm thứ hai nữa đó là khi mà nghiên cứu cái việc gọi là chiến lược response sau khi mà COVID xảy ra và cái impact của COVID ấy, thì nhóm có nghiên cứu có hỏi rằng là vậy thì cái chiến lược để mà mitigate những cái impact của COVID thì là như thế nào. Thì 100% những cái số hộ phỏng vấn ở hai cái tỉnh mà nhóm nghiên cứu tiến hành thì đều nói rằng là cái chiến lược của họ để tăng cao cái sinh kế và giải quyết cái việc gọi là giảm cái thu nhập của họ trong cái thời kỳ COVID đó là mở rộng cái quy mô hoạt động của trang trại của mình. Và có rất nhiều những cái xu thế mới nổi, ví dụ như là trước đây, trước khi có COVID á, thì ở hai tỉnh này thì nhóm nghiên cứu có ghi nhận được là có khá nhiều những cái hộ nuôi động vật hoang dã, nhưng mà sau khi cái COVID xảy ra thì cái số lượng thì nó giảm, nhưng mà những cái người mà đầu cơ tích trữ hay là những cái người mà có nguồn lực á, thì họ mua gom lại những cái trang trại nhỏ và họ có những cái định hướng khá là rõ ràng trong việc phát triển thị trường như thế nào. Cũng trong cái nghiên cứu đấy thì một cái vấn đề mà nhóm nghiên cứu đặc biệt là quan tâm và thấy có một cái điểm mà cần phải lưu ý đó là về cái kiến thức và kể cả về chính sách hay là cái kiến thức của những cái người dân đang tham gia vào cái chuỗi giá trị này, cũng như là cái kiến thức của các cái bên liên quan, kể cả bên của nhà nước hay là những cái bên tham gia vào quá trình hỗ trợ những cái hộ dân này phát triển cái mô hình sinh kế liên quan đến động vật hoang dã. Thì cái kiến thức cũng như là những cái thông tin tiếp cận, đặc biệt là về yếu tố dịch tễ, về cái điều kiện thú y và những cái thông tin đầy đủ để làm sao có thể phòng tránh những cái dịch bệnh, và những cái dịch bệnh không những là trong cái trang trại này mà còn có ảnh hưởng sức khỏe đến con người thì hầu như là còn rất là hạn chế. Và đấy cũng là một trong những cái mà rất là nhiều tổ chức về ở nước ngoài, ví dụ như là EV hay là những cái tổ chức mà liên quan đến yếu tố dịch tễ thì họ đặc biệt là quan tâm. Và đây cũng là một trong những cái lĩnh vực mà có lẽ cần thêm nhiều những cái nghiên cứu và số liệu để có thể giải quyết về vấn đề dịch tễ và dịch tễ này. Một trong những cái thú vị nữa mà ở trong cái nghiên cứu này nó chỉ ra đấy là sau khi tiến hành khảo sát online và phỏng vấn trực tiếp của rất là nhiều các cái cơ quan quản lý nhà nước thì có một cái kết quả đó là mặc dù là trong thời gian vừa rồi chúng ta có trao đổi rất nhiều về những cái định hướng chính sách cũng như những cái giải pháp liên quan đến đóng cửa cái việc hoạt động trang trại động vật hoang dã. Tuy nhiên thì khi mà trao đổi với cả rất là nhiều cơ quan quản lý thì khoảng 70-80% cái số mẫu mà chúng tôi phỏng vấn và có khảo sát online thì đều rất là phản đối cái giải pháp này. Và với nhiều lý do, có thể ở một số tỉnh thì đây là một trong những cái chiến lược được xem xét, đó là xóa đói giảm nghèo cho tỉnh. Và một số những cái địa phương thì cái thu nhập từ những nuôi động vật hoang dã thì cao từ khoảng 12 cho đến 20 lần so với những cái thu nhập mà từ việc là trồng lúa hoặc là sản xuất những cái sản phẩm nông sản khác. Thế thì ở đây cũng sẽ đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi hay là cũng là những thứ mà nhóm nghiên cứu hay là các cái nhà học có thể thảo luận về cái tính khả thi của một số những cái giải pháp về mặt chính sách mà Việt Nam hay là các cái nhà tài trợ đang cố gắng là hướng tới. Và có thể là sẽ có những cái implication về chuyện là cái tính khả thi của mỗi cái giải pháp nó là như thế nào và đâu là cái chỗ mà chúng ta có thể có những cái intervention để có thể support, kể cả về mặt thông tin khoa học cũng như là những cái thông tin về mặt đánh giá hiệu quả ban đầu của những cái đề xuất về mặt giải pháp chính sách, để xem là cái tính khả thi ra sao, ảnh hưởng tác động đối với người dân như thế nào. Và có thể sẽ hữu ích để anh Hà có thể tổng hợp trong cái báo cáo của mình. Thì đây là một số những cái ngắn gọn và cũng chia sẻ lại cái nghiên cứu của nhóm nông lâm thành phố Hồ Chí Minh và tên chủ tổ chức nghiên cứu nông nghiệp CIPO vừa mới hoàn thành vào cuối tháng 7 vừa rồi ạ. Cảm ơn chị Thủy đã có cái chia sẻ cái mới nhất của CIPO lên đại học đánh giá một cái cạnh khác của vấn đề buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã. Thì tập trung vào cái nghiên cứu của chị Thủy tập trung nhiều hơn vào cái việc đánh giá cái việc nuôi và các cái vấn đề liên quan đến cái chuỗi đó. Thì tôi nghĩ đây nó rất hay, bản thân trong cái báo cáo này chúng tôi có một phần đề cập
liên quan đến vấn đề nuôi. Và tôi cũng cho rằng bản thân tôi cũng hoạt động trong cái mảng này nhiều, tôi thấy rằng là ngay cả cái hệ thống trại nuôi hoặc là cái vấn đề nuôi nhân nuôi động vật hoang dã là cái một cái những cái ý mà cũng cần có những cái nghiên cứu rà soát hay là những cái đưa ra cái biện pháp quản lý nó hiệu quả hơn, để thực sự rằng là nuôi nó không phải là tạo ra một cái mối đe dọa đối với quần thể vật hoang dã ngoài thiên nhiên, và đặc biệt trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này thì cái việc truyền lây nhiễm động vật từ các bệnh dịch từ các bệnh từ động vật sang người hay ngược lại, nó là những cái yếu tố rất là quan trọng, và nó trở thành ngày càng trở nên thành cái vấn đề mà được mọi người quan tâm hơn, làm sao để nhìn nhận và thấy được các cái nguy cơ và từ đó đưa ra những cái biện pháp quản lý, và đừng để cho chúng ta lặp phải những cái Covid-20 hay là Covid-21 như cái Covid-19 này chúng ta đang gặp phải nữa. Thì cũng rất hay, cảm ơn chị Thủy có chia sẻ như vậy, chúng tôi cũng sẽ có những cái điều chỉnh vừa, mà đặc biệt là nhóm cũng sẽ trong cái trong khả năng có thể, và nếu mà có cơ hội chúng tôi sẽ rất được muốn nghe cái tham gia cái buổi chia sẻ của chị Thủy cùng với nhóm nghiên cứu về cái kết quả của mình đối với cái nghiên cứu đó. Trong này có rất nhiều người hỏi rằng là chị Thủy có thể chia sẻ được cho mọi người kết quả nghiên cứu này. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là như chị Thủy chia sẻ thì cũng sẽ có một cái buổi thảo luận liên quan trực tiếp đến cái nghiên cứu đó, thì lúc đó thì mong rằng tôi cũng như là các đại biểu ở đây cũng mong rằng được tham gia để tìm hiểu thêm. Dạ vâng ạ, thì chắc chắn là bên chỗ Set the Guideline, thì bên này là do bên chỗ của Thái với cả Thông là chủ trì. Em chắc chắn là mọi người sẽ nhận được cái email lời mời của Thái và Thông thôi ạ. Còn về cái kết quả nghiên cứu thì thực ra là hiện nay là nhóm sau khi mà hoàn thành thì đang submit hai cái bài báo journal article. Và trong cái buổi ngày hôm đó thì chắc chắn là nhóm cũng sẽ chia sẻ cái bài trình bày và cũng khi mà cái bài báo được xuất bản thì chắc chắn là nhóm cũng sẽ chia sẻ đến tất cả các anh chị ạ. Dạ vâng. Cảm ơn chị Thủy ạ. Vâng, cũng tiện đây là chắc là trong thời gian tới chúng ta cũng thư mời các anh chị tham gia vào cái hội thảo giữa kết hợp giữa bên Sức Việt Nam Ngôi Lai với bên chỗ Sipo. Cảm ơn anh Thông. Tôi nghĩ rằng là nếu mà không thấy có thêm cái ý kiến nào thêm thì chắc thì xin phép là cái tôi cũng xin phép được mấy cái chia sẻ ngắn. Có anh Khương đúng không ạ? À vâng, vừa thấy anh Khương giơ tay. Anh Khương có muốn là đối tác của chúng tôi là bên quản lý trực tiếp cái hoạt động nghiên cứu này, anh Khương có thêm chia sẻ gì xin kính mời anh Khương. Cảm ơn anh Hà và nhiều nhưng mà đã có tổ chức một cái buổi trao đổi cũng như là chia sẻ các cái nội dung ban đầu về cái nghiên cứu này. Thì thật ra hôm nay thì WWF thì cũng đứng ở một cái vai gọi là observer thôi, thì cũng là để là support cho CCD trong việc là triển khai các cái bước nghiên cứu trong cái giai đoạn này. Thì và trong cái buổi tham vấn ngày hôm nay thì cũng chủ yếu là cũng tham gia với cái tư cách là cũng để hỗ trợ, cũng là để follow up một số các cái tiến trình, cũng có cái tham gia nhiều trong cái các cái trao đổi. Tuy nhiên là trong các cái bước mà tham vấn tiếp theo thì là dự án WWF cũng như là team của dự án cùng lên tiếng bảo vệ các loài hoang dã, các hệ sinh thái vì thiên nhiên và con người sẽ có cái trao đổi kỹ hơn. Thì đầu tiên thì thay mặt WWF Việt Nam cũng như là thay mặt cho dự án thì là tôi cũng rất là cảm ơn CCD cũng đã có một cái buổi rất là thú vị và cũng đã có rất nhiều cái chia sẻ cũng như là những cái thông tin rất là mới và cập nhật cho cái nghiên cứu. Cảm ơn các thầy, các cô cũng như tất cả các chuyên gia, các tổ chức CRO, các tổ chức NGO cũng đã dành thời gian tham gia vào cái buổi ngày hôm nay. Thì cũng đã thấy được là có rất nhiều các cái ý kiến và cái trao đổi rất là cụ thể, rất chuyên sâu. Những ý kiến này thì sẽ góp phần cho nhóm tư vấn như là CCD sẽ hoàn thiện thêm cái báo cáo của mình trong các cái bước tham vấn tiếp theo. Thì như các chị anh chị đã thấy thì anh Hà cũng đã có nói là hiện tại đến thời điểm hiện tại thì cái kết quả nghiên cứu này thì cũng mới có kết quả ở một số các tỉnh thôi, nó chưa bao trùm được hết. Và cái phạm vi nghiên cứu như là một số các nội dung thì anh Hà cũng đã có chia sẻ là cắt ra để đưa vào một cái buổi khác
ví dụ như là các nghiên cứu về các cái phân tích về chính sách, các cái khuyến nghị về chính sách, các cái phân tích về cái sự tham gia của các cái tổ chức CRO như là cộng đồng người dân, cái vai trò như thế nào, như là các cái khuyến nghị về các cái giải pháp như là giải pháp về truyền thông, giải pháp về giáo dục, về những cái về vấn đề về buôn bán động vật hoang dã, như một số các thầy các cô các chuyên gia cũng đã có nói. Thì những cái buổi, những cái tham vấn như vậy thì sẽ có thể là sẽ tách ra một cái buổi riêng để tham vấn chuyên sâu hơn. Thế mặt dự án thì tôi xin giới thiệu qua một chút về cái dự án này cũng như là một số các bước tiếp theo về mặt tổng thể hơn của phía WWF, để các chuyên gia cũng có thể, các thầy cô cũng nắm được cái tinh thần để trong các bước tiếp theo thì là ở trong cái phạm không chỉ ở trong phạm vi của nhóm tư vấn, mà các cái hoạt động về vận động chính sách như là cái sự tham gia cùng lên tiếng của tất cả các chuyên gia, các tổ chức cũng sẽ được sẽ cùng với WWF để vận động các cái chính sách tiếp theo, cũng như là tiêu biểu như là cái chỉ thị 29 chẳng hạn. Thì nó là một cái mà thông qua dự án này thì qua nghiên cứu, các cái kết quả nghiên cứu thì dự án cũng muốn là đưa ra được một cái khung kế hoạch hành động nó cụ thể hơn nữa để mà triển khai cái chỉ thị 29, như là đưa ra các cái giải pháp cụ thể hơn cho một số tỉnh mà nằm trong cái điểm hotspot, để các tỉnh từ đấy có thể có các cái giải pháp về chính sách ở cấp tỉnh để cho nó phù hợp. Thì đây là một dự án mà nó kéo dài trong một thời gian ngắn thôi, 3 năm. Thì do SIDA tài trợ thì cũng tập trung vào cái việc là vận động chính sách về bảo tồn động vật hoang dã và góp phần là nâng cao cái hiệu quả phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật ở tại Việt Nam. Thì dự án thì cũng sẽ tập trung vào vận động chính sách, nhưng mà song song thì là vận động cái sự tham gia, tăng cường cái vai trò như tiếng nói của các cái tổ chức CRO, của tất cả các anh chị, các CRO, các chuyên gia, và đặc biệt là người dân, trong cái việc là đưa ra các tiếng nói về để vận động cái chính sách mà nó hiệu quả, nó thực chất, nó góp phần mang lại cái lợi ích cho người dân ở tại địa phương. Thì trong sau cái buổi tham vấn này thì nhóm tư vấn sẽ có các cái buổi tham vấn tiếp theo, và ở phía dự án thì cũng sẽ có tổ chức các cái nghị thảo để mà truyền thông, cũng như là để mà giới thiệu cái kết quả nghiên cứu sau cùng đến các cái cơ quan ban ngành như Quốc hội, như trên một số các cái platform khác, để mà từ đấy vận động được ra, đưa ra các cái khuyến nghị cụ thể về chính sách, về truyền thông, về tham gia cái vai trò của các tổ chức CRO trong việc là đưa các cái ý kiến chuyên gia trong cái việc xây dựng chính sách, cũng như là cái sự tham gia của người dân. Thì rất là mong các thầy cô, các anh chị, đặc biệt là các tổ chức CRO, NGO tham gia buổi hôm nay, thì cũng sẽ dành thời gian để tham gia các cái buổi tiếp theo ở trong cái các cái giai đoạn sau của dự án. Bởi vì khi mà một tiếng nói của WWF không thì có thể là chưa đủ lớn, nhưng mà nếu mà có tất cả các tiếng nói, cái sự góp ý, cái sự tham gia của tất cả các tổ chức NGO, các tổ chức CRO, các anh chị chuyên gia về lĩnh vực này, thì chắc chắn là các cái khuyến nghị từ cái nghiên cứu này nói riêng, cũng như là từ các cái nghiên cứu tổng hợp của tất cả các nghiên cứu mà các anh chị đang làm việc, đang xây dựng lên, thì nó cũng sẽ là góp phần là mình có thể đưa vào được, đưa lên được các cái cấp cao hơn để xem xét trong các cái giải pháp tiếp theo. Vâng, rồi một lần nữa là cảm ơn CCD, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều cái buổi tham vấn ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh Khương đã có chia sẻ thêm các cái mục tiêu cũng như là cái kế hoạch rộng lớn hơn của dự án. Đây cũng là một phần trong cái hoạt động của đó, và anh Khương chia sẻ rằng còn có những cái chia sẻ thú vị nữa liên quan đến cái văn bản này, và từ các góc nhìn khác nữa. Thì tôi cũng mong rằng là chúng ta cũng sẽ có các cái cơ hội cùng nhau cùng thảo luận và cùng tìm hiểu thêm ở các cái buổi họp như vậy. Thế thì đối với cái buổi họp này thì tôi nghĩ rằng là cũng đã đến cái thời gian quy định rồi, và cũng rất là một lần nữa thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian tham gia cùng với chúng tôi trong cái buổi sáng hôm nay, cùng chia sẻ, cùng tìm hiểu những thông tin như vậy, và cùng đưa ra những cái chia sẻ nhận định để làm thế nào giúp cho cái việc quản lý và giải quyết được cái vấn nạn này cách hiệu quả nhất trong thời gian tới. Thì tôi cho rằng là cái cùng với nhau nhìn nhận, cùng với nhau đánh giá, cùng với nhau hợp tác để phối hợp trong cái việc thực hiện này sẽ là cái mà quan trọng nhất mà các bên cần đạt được. Tại vì rõ ràng tôi cho rằng một vấn đề nó chỉ quan trọng khi nhiều người thấy nó là quan trọng, chứ chỉ có một nhóm nào đó mà thấy quan trọng, hay là chỉ có cái việc này
WWF và CD thấy là quan trọng thì chưa chắc là quan trọng. Đấy, thế thì chúng tôi rất mong rằng đây là một vấn đề hệ trọng và mọi người cũng mong rằng mọi người đều nhìn nhận được cái vấn đề đó. Cái về là thiên nhiên này không phải của riêng ai và việc bảo vệ gìn giữ được cái giá trị đa dạng sinh học của các cái loài như vậy thì là chúng ta cùng được hưởng cả và đây là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Thế thì cùng chia sẻ, cùng tìm hiểu và cùng đưa ra những cái giải pháp để cùng phối hợp thì là những cái mong muốn và những cái tôn chỉ quan trọng nhất mà bản thân nhóm nghiên cứu hay là các tổ chức ở đây tôi nghĩ thế và các chuyên gia cũng mong mỏi như vậy. Thế một lần nữa thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn mọi người đã có cái thời dành cái thời gian tham gia, đặc biệt trong cái bối cảnh như thế này và cũng hy vọng rằng là cái việc này nó sẽ diễn ra thường xuyên hơn và tôi mong rằng nó diễn ra không phải như thế này nữa mà diễn ra ở trên thực tế mà chúng ta có thể cùng ngồi, cùng trao đổi, cùng bắt tay nhau được, cùng được quay trở lại cái thời mà 2 năm trước đây chúng ta có. Mong muốn được quay lại như ngày xưa. Một lần nữa là cảm ơn và